Anh Duy xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 173 của bộ truyện Dài Tập Ngược Về Minh Triều. Và bắt đầu từ tập 173 này, bộ Ngược Về Minh Triều sẽ được giả lại bên kênh Truyện Làng Ngọng. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 173 Ngược Về Minh Triều Nguyệt Quan ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, Diêu Lăng nói lại việc kiểm tra vụ án lại từ đầu đến cuối một lần nữa. Chính Đức nghe nói người này lấy việc công làm việc tư, hãm hại phú thân dân chúng, lại làm ra chuyện như vậy, nào có đạo lý tha cho kẻ đó đây. Lưu Cẩn nghe xong cũng khá yên lòng, Diêu Lăng tra vụ án con thỏ gì đó này y đều chưa từng nghe qua và cũng không hề liên quan đến y. Tuy nói Lý Thông Tần có thể bảo vệ, còn phải bảo vệ, nhưng hoàng thượng đã hạ chỉ như vậy, hiện tại ngăn cản xác thực không có khả năng. Cũng không có khả năng một người thất thủ ngã ngựa đều không có. Chỉ cần không thương gân động cốt, chỉ cần hắn không đào ra những chuyện khác nữa, vậy là tốt rồi. Dương Lăng cũng không phải là không bắt được chứng cứ phạm tội khác của Lý Thông Tần, chỉ là hắn hiện tại cố ý không đề cập tới, cũng không đi thăm dò, để ngừa Lưu Cẩn đem hết toàn lực phản lại, cản trở quá trình phá án. Chủ ý của hắn là lần thứ nhất cày đất, lật hết quả thực lên, sau đó lại đi một lần, bắt đầu thu nhặt. Cái này so với cày từng bước một, nhặt từng quả một thì nhanh hơn rất nhiều. Phương pháp làm việc cụ thể chính là tìm ra khoa đạo quan nhất phái của Lưu Cẩn, chuyên đào ra những việc không hợp pháp, không có quan hệ gì với Lưu Cẩn, khiến Lưu Cẩn không cách nào lấy danh nghĩa biện bạch cho bản thân để xen vào. Như vậy, hắn có thể thong dong bố trí, không bị quấy nhiễu mà kéo nhóm tham quan này ngã ngựa, thanh lý sạch sẽ đội ngũ khoa đạo trước tiên. Đợi đội ngũ khoa đạo đổi thành phần chính, thay máu mới, một lần nữa nắm giữ ở trong tay của Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, đồng thời xếp vào một ít người của mình, lại chỉ huy bọn họ tiến hành trình đấu lần thứ hai, triệt để thanh tra những tham quan phạm tội. Khi đó, những tội danh mà tham quan này đã phạm phải cũng đã bị thanh trừ hết nha môn khoa đạo. Một là phá lực cản từ lớn thành nhỏ, hai là có thể phòng ngừa bên trong đấu đá, ba là ý chí chống cự của những quan viên đã bị phán định có tội này sẽ trở nên bạc nhược yếu kém, dễ dàng buông lỏng. Lý Thông Tần ở lại Chư Vương Quán, nói là bắt lại chính là không có nhà tù, lại không hề phán tội, nói là không bắt thế nhưng lại không thả y đi. Chiến thuật mỏi mệt thay nhau thi hành. Trong chốc lát, nội sưởng phiên tử chân chính, ngôn ngữ sắc bén, thẳng bức chỗ hiểm, hỏi gã mồ hôi lạnh trên trán ứa ra, bên này đang căng thẳng suy nghĩ, nghĩ nên nói cẩn thận như thế nào, thình lình bên kia lại nhảy ra một giọng, rất ngạc nhiên hỏi con thỏ so với nữ nhân như thế nào, rốt cuộc có loại cảm giác gì. Thần kinh của Lý Thông Tần bị hại, vừa căng thẳng vừa thả lỏng, trước mắt vẫn là tám đèn đỏ chiếu vào hai mắt của gã, không được nhìn, chỉ được ăn uống để đảm bảo còn sống và không chết khát, căn bản không cho y ngủ. Loại hành hạ này khiến cho một kẻ nhu nhược như gã chỉ chống cự được 2 ngày 2 đêm thì đã khai. Đám thiếu gia rất có cảm giác thành tựu, hoan hô cả lên, ném bản công khai nóng bỏng tay của Lý Thông Tần đi uống rượu chúc mừng. Hai phiên tử chính thức cười khổ chờ bọn hắn đi hết, đóng cửa lại, lúc này mới bắt đầu cho Lý Thông Tần ghi chép. Khối thổ địa của khoa đạo này trên 100 năm chưa từng bị người nào động vào, bị Dương Lăng xuất lĩnh lấy một đám vương tôn công tử tinh lực tràn đầy, thích kê loạn, tiếp tục cày xới. Khối thánh địa này đã bị đám con cháu kia cày xới đến đáng thương. 3 ngày sau, ngự sử Cố Trường Đình tháng trước vừa mới từ Hồ Bắc giải nhiệm trở về, hiện đảm nhiệm Hàn Lâm học sĩ, cũng bị bắt về thẩm vấn. Hàn Lâm viện xôn xao, tất cả thanh lưu đều thân dài cổ chờ xem trò hay của Dương Lăng đấu Lưu Cẩn. Nhưng việc Cố Trường Đình bị bắt, ngay cả thanh lưu cũng nổi lên kháng nghị. Cố Trường Đình năm nay vừa mới 40, là vị quan có thanh danh vô cùng tốt. Nghe nói người này có hành vi rất quang minh lỗi lạc, luôn một lòng vì dân vì nước, một người không lừa trời, hơn nữa luôn đảm nhiệm ngoại quan, vừa mới hồi kinh có thể nói không có quan hệ với Lưu Cẩn, vì sao lại bị bắt đây? Động tác của Dương Lăng quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp sâu chuỗi cáo trạng, tội danh của Cố Trường Đình đã được công khai, khiến Hàn Lâm môn cứng họng không phản bác được. Cố Trường Đình tại Hồ Bắc đảm nhiệm giám sát đạo ngự sử,
có quan hệ vô cùng tốt với đám chấn thủ thái giám, quyền lực cũng rất nặng. Người này thể hiện giữ mình trong sạch, nhưng toàn bộ đều là do mua chuộc danh tiếng. Y không thích tiền tài, chỉ vì Cố gia vốn là thế gia giang nam, gia cảnh cực rộng rãi. Nhưng người này háo sắc, hơn nữa đặc biệt thích phụ nữ đàng hoàng. Nếu gặp phải người khiến y động tâm, sẽ dùng hết thủ đoạn, vừa đấm vừa xoa, giữ người ta vào trong tay. Hơn nữa người này lòng dạ hẹp hòi, cổ ngữ nói có thù tất báo, người này quả thực đến tình trạng có thù tất báo rồi. Thời điểm y đảm nhiệm chức vụ tại Hồ Bắc, có cùng một vị quan lại đánh diệp tử bài, đánh ra tấm đúng lúc cho cánh dưới. Cánh dưới chỉ những người đánh bài phối thành đôi, trong diệp tử bài gọi bắt. Cố Trường Đình cao mặt hỏi: "Bài của ta ai dám bắt đấy?" Quan viên cánh dưới chức quan nhỏ hơn y hiểu rõ vị thượng quan này đánh bài nghiêm túc, tâm nhãn lại nhỏ như vậy, liền cười đáp: "Bắt có gì quan trọng chứ?" Cố Trường Đình cười ha ha, không nói gì. Hai người tiếp tục đánh bài. Cố Trường Đình trong lúc chơi gọi người hầu đến nói nhỏ vài câu. Đợi đánh bài xong, lúc mọi người chắp tay cáo từ thì có một ban sai dịch của chi nha phủ chạy đến bắt người, bắt nhà dưới kia. Quan viên này nghẹn họng nhìn chân chối, không hiểu liền hỏi: "Ta có tội gì, sao lại bắt ta?" Cố Trường Đình ở một bên cười lạnh mà nói: "Bắt có gì quan trọng chứ?" Chúng quan viên giờ mới hiểu được, hóa ra vì một câu xung đột, Cố Trường Đình ghi hận trả thù, quan viên này cuối cùng bị y thêu dệt tội danh xung quân. Lại có một lần, Cố Trường Đình cùng các quan lại xem hát trong một dạp hát, một vị công tử của quan thủ vị họ Hách tên Hí tìm phụ thân. Vị thủ vị này ngồi cùng bàn với Cố Trường Đình, liền bảo con trai hành lễ với Cố Trường Đình. Hách công tử tùy tiện chắp tay thi lễ. Phụ thân trách cứ gã không hiểu chuyện, thiếu niên kia không kiên nhẫn nói: "Con không quen Cố đại nhân, nào có ảnh hưởng gì?" Không lâu sau, quan phủ địa phương bắt một cường đạo này thú nhận Hách công tử là đồng lõa của mình. Hách công tử bị bắt bỏ tù. Hách thủ bị biết rõ Cố Trường Đình có quan hệ vô cùng tốt với chân thủ Hồ Bắc, quan phủ địa phương hẳn sẽ nể mặt mũi Cố Trường Đình. May mắn quan hệ bản thân và Cố Trường Đình cũng không tệ cho lắm, bèn cầm ngàn lượng bạc trắng đến thăm, cầu Cố ngự sử hỗ trợ. Cố Trường Đình ra mặt, quả nhiên bảo vệ con trai Hách thủ bị được ra. Hách thủ bị dẫn nhi tử đến nhà tạ ơn, vị công tử kia quỳ thẳng tạ lễ. Cố Trường Đình cho người nâng hộp lễ trả lại cho Hách thủ bị, cười nói với con trai của y: "Hách công tử, lần này ngươi đã biết Cố đại nhân chưa?" Lúc này trên dưới Hách gia mới biết toàn bộ là Cố Trường Đình bày kế sai đạo tặc vu tội cho Hách công tử. Cố Trường Đình xưng bằng hữu với Hách thủ bị, nhưng lại để ý một câu nói của con trai người bạn thân ấy: "Trả thù như vậy, tiểu nhân đến thế, thật đúng là từ cổ chí kim hiếm thấy." Hai người bị hại này từ xưa nay đều lui tới với Cố Trường Đình, quan hệ với nhau khá tốt, hơn nữa cũng đều có chức quan trong người, còn bị y hãm hại như vậy. Y tại địa phương ương ngạnh, làm ác đủ điều, bản tính xấu xa này của y tại địa phương ai ai cũng biết cả. Ở địa phương có một sư phụ thợ bạc chính danh tên là Ngô Ưu, tổ truyền tay nghề, một đôi tay kỳ lạ, chế tác ngân sức vô cùng tinh xảo và kỳ công, giá bán cao gấp 10, so với giá gốc cũng khó tìm. Thân hào cự phú thường đến chỗ ông ta đặt hàng đồ trang sức. Có một lần, Cố Trường Đình cũng đến nhà đặt làm ngân sức, nhìn thấy thế tử của Ngô Ưu bưng trả cơm ra cho trượng phu. Cố Trường Đình thấy có tư sắc liền khen: "Dung mạo phu nhân của ngươi chỉ bảy phần xinh đẹp, nhưng đôi tay, đôi mắt này lại rất quyến rũ. Có đôi mắt này chính là lệ sắc 20 phần rồi." Ngô Ưu nghe vậy hồn phi phách tán. Cố Trường Đình vừa đi liền cùng thê tử ôm nhau khóc giống. Phàm là Cố Trường Đình vừa ý nữ nhân nào, y nhất định phải giành được bằng được mới cam tâm. Mình là một thợ bạc địa vị hèn mọn, sao đối với người ta đây? Ngô phu nhân cũng là cương liệt, định nhảy giếng tự sát, tránh cho bởi vì mình mà tan cửa lát nhà, bị người ô nhục. Ngược lại, một sư phụ già trong tiệm đưa ra một ý kiến hay, bảo nàng tự làm mù đôi mắt mình, nhưng nói với bên ngoài là bị vôi bắn vào, bị thương. Cố Trường Đình thật đúng là hơi để ý vợ của người khác, nhưng thật sự vẫn chưa trúng mắt y. Lúc nghe nói người phụ nữ này bị mù, trong lòng vô cùng tiếc nuối, vì thế còn làm một bài thơ đôi mắt mỹ nhân ca tụng trước mắt nhóm bạn thân, biểu đạt niềm tiếc nuối ở trong lòng. Người này tội ác nhiều, lại giỏi về dương danh ẩn ác, càng tăng thêm bản tính cực kỳ âm hiểm của y. Mà ngay cả bằng hữu của y cũng lo lắng, căn bản không dám ở bên ngoài nói y một câu không phải. Thanh danh rơi vào kinh thành, người này lại nghiễm nhiên thành một đạo học thánh nhân. Từng tội vô cùng xác thực, làm cho người ta không thể cãi lại. Ngay lập tức tiếng xấu của Cố Trường Đình truyền khắp kinh sư, tiểu nhân còn khiến người ta căm hận hơn so với ác nhân. Người này tiểu nhân như thế mà ngay cả phái Lưu Cẩn cũng thoá mạ không thôi. Cố Trường Đình bị bắt thật đúng là mong muốn của mọi người. Cố Trường Đình này thật ra không liên quan gì với Lưu Cẩn,
nhưng y và chấn thủ thái giám Hồ Bắc Trình Phong tương giao tâm đầu ý hợp. Trình Phong vì y làm rất nhiều việc, y làm tuần sát ngự sử cũng bởi vì Trình Phong đã che giấu rất nhiều hành vi phạm tội của y. Dương Lăng trị tội của y, trước tiên chứng thực tội danh của y, nắm giữ nhân chứng này trong tay mình, mục đích thật sự dĩ nhiên là thông qua đó để dẫn ra chấn thủ thái giám Trình Phong. Từ Trình Phong sẽ đem manh mối chỉ hướng Lưu Cẩn. Theo Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Lục Khoa, Thập Tam Đạo, Ngự Sử, không ngừng có người ngã ngựa, Lưu Cẩn đứng ngồi không yên. Đây đều là những tai mắt mà trong thời gian Dương Lăng đi dò xét Đại Giang Nam Bắc mà Lưu Cẩn y cực cực khổ khổ, hao tổn tâm cơ xếp vào trong khoa đạo nha. Có những người đó quấy rối, Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa mới không làm gì được, căn bản không có biện pháp lợi dụng khoa đạo gây ảnh hưởng đối với hoàng đế. Bản thân mình, một nhà độc đại, hiện tại Dương Lăng lại đổ sát chính đàn, chém từng người một. Ưu thế tuyệt đối của mình nào có thể biến mất, hầu như không còn được đây. Thủ hạ của Lưu Cẩn tất cả đều là chuyên gia chỉnh người, nhưng Dương Lăng dẫn một đám thiếu gia lỗ mãng, lại không một ai làm quan ở trong triều, quả thực không có sơ hở để mà tấn công. Ngươi vạch tội hắn làm gì đây? Gây họa khoa đạo xong rồi thì vỗ vỗ cái mông bỏ đi, ngươi có thể bắt người ta làm gì đây? Chiến Tích Cư, hắn không phải quan trong triều, nói gì tới Chiến Tích, không làm tròn trách nhiệm sao? Hiện tại Dương Lăng làm khí thế ngất trời. Đại Minh tổng cộng đến 300 quan viên giám sát, một nửa đặt ở địa phương, một nửa đặt ở lại trong kinh. Một nửa trong kinh này rất nhanh đã khiến Dương Lăng xử lý một nửa. Ngươi có thể nói người ta không làm tốt không? Lưu Cẩn lo âu gãi cằm, gãi đến mức xước cả da, cho người mời Lư Đại Tài Tử đến. Lư Sĩ Kiệt phong trần mệt mỏi đến, đưa ra ý kiến với Đồng Hương. Lập tức đánh trả. Hắn chỉnh người, ta cũng chỉnh người. Khoa đạo chẳng phải còn lại vài người chúng ta hay sao? Cẩm Y Vệ, Đông Sướng cũng có một vài người mà công công ngài mời chào được đó sao? Yêu cầu Đông Sưởng thu thập nhược điểm của đám ngôn quan khoa đạo, sau đó người của chúng ta sẽ dâng tấu cáo trạng quấy lên nước đục kìa. Trương Thái hai mắt sáng ngời nói: hay diệu kế, đầy rõ ràng Lưu công tử lấy lửa dập lửa mà. Lưu Cẩn chớp chớp mắt hỏi: có ý tứ gì? Trương Thái cười nói: ý tứ của Lưu công tử là tìm tật xấu của Thanh Lưu, sau đó trục tội cáo trạng, làm cho cả khoa đạo rơi vào tê liệt. Đến lúc đó một vài quan viên tầm nhìn xa sẽ lo lắng thế cục không khống chế được, điều tra khảo cứu đã biến thành một trận đại loạn, có cha nữa cũng sẽ lưỡng bại câu thương, toàn bộ khoa đạo hoàn toàn đã bị phá hủy. Bọn họ sẽ dâng tấu xin hoàng thượng đình chỉ điều tra khảo cứu. Trương Văn Miện nhìn Lưu Sứ Kiệt khoe khoang mà cười, chậm rãi nói: chỉ sợ còn chưa dừng được đâu. Đương nhiên là không dừng rồi. Lưu Sứ Kiệt khẽ cười nói: làm thiên tử ấy, quan tâm chính là thiên hạ, theo đuổi là thái bình, mà không phải khoái ý ghét ác như Kiều. Nghĩ có điều làm hoàng đế đều hy vọng biến pháp, cải cách, nhưng nếu biến cách đã ảnh hưởng đến gốc rễ củng cố giang sơn của ông ta, thiên tử thà rằng giết người mà đã ủng hộ thay đổi biến pháp cải cách của y để ổn định giang sơn, bình ổn dân oán, cân bằng cục diện chính trị. Việc như thế này xưa này vẫn thường có, trừng phạt trong quan cũng như vậy thôi. Hoàng đế sẽ không giết Dương Lăng, nhưng nếu Đô Sát Viện, Hàn Lâm Viện, Lục Khoa, Thập Tam Đạo toàn bộ đều lâm vào trong hỗn chiến, hoàng thượng phải dàn xếp ổn thỏa, từ bỏ cây biên tài sản nhằm cầu ổn định cục diện chính trị. Tiếp đó công công ngài có thể dâng tấu buộc tội Dương Lăng trong khảo sát mưu lợi riêng, làm rối loạn kỷ cương, bạo ngược, đánh tan vẻ kiêu ngạo bệ vệ của hắn. Lúc này đây nếu đánh bại được hắn, hắn chỉ còn là một quốc công không cầm quyền, ắt quân tâm sẽ loạn, từ nay về sau khó thành uy hiếp được nữa rồi. Ánh mắt của Lưu Cẩn sáng lên, nghiến răng nghiến lợi nói: tốt, vẫn là Lưu công tử cao kiến. Dương Lăng, Dương Lăng, ta vẫn không muốn giao phong chính diện với ngươi, ngươi lại dương dương tự đắc như vậy, được một tấc lại muốn tiến thêm một thước nữa. Hiện giờ không phải là ngươi cầm giữ trong triều giỏi hơn ta đâu, trên dưới cả triều đều là người của ta. Ta không chỉnh cho ngươi mặt xám mày cho, ta sẽ không phải họ Lưu. Lại nói, theo việc từng tham quan ngã ngựa, đám con cháu ăn chơi chắc táng chuyên nghiệp kia tinh thần cũng được tăng cao, bình thường cũng không bàn luận đến phong hoa tuyết nguyệt gì cả nữa, mở miệng ra là triều chính, là chỉnh tham quan, chấn chỉnh triều cương, vân 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 vân. Cả đám thiếu niên chẳng chịu học hành, nhiệt huyết sôi trào, quan tâm đến quốc sự. Những lời dặn dò cần phải khiêm tốn, chớ làm chim đầu đàn, không lý tưởng của bậc cha chú Tổng Cộng, Tông Tông đã ném qua sau đầu lên 9 tầng mây rồi. Một đám từ sớm đã đến chỗ làm việc, thẩm vấn phạm nhân, chỉnh sửa tài liệu. Những người này vẫn có những người có văn hóa tố chất năng lực, ngay thẳng, thật đúng là không chịu nổi vài phế vật. Nhưng Dương Lăng lại cực kỳ nhàm chán, tác chiến một hồi như vậy, đóng vững, đánh chắc như vậy, tuy rằng thỏa đáng, nhưng không có quá trình kịch tính mãnh liệt,
Cho nên thời điểm một vài quan viên khoa đạo còn sót lại của Lưu Cẩn bắt đầu phản kích mãnh liệt đối với Thanh Lưu phái, Dương Lăng bất giác tinh thần rung lên. Tiểu đệ ra tay, lão đại cũng sẽ không ngồi yên, rất nhanh Lưu Cẩn sẽ chính diện tác chiến với mình thôi. Tiêu Phương ngồi trong thư phòng của hắn, nhíu mày, tay vuốt chòm râu nói: "Người của Lưu Cẩn buộc tội Tề Ngự Sử lừa gạt Tang Khoa Khảo. Tề Ngự Sử làm quan Thanh Liêm, là người có năng lực của Thiêm Đô Ngự Sử, lừa gạt Khoa Khảo liên quan đến Đức Khánh, nếu là thật chức quan sẽ khó giữ được." Dương Lăng mỉm cười nói: "Các lão không cần phải lo lắng, Lưu Cẩn chỉ là thùng rỗng kêu to thôi. Vì Tề Ngự Sử này làm quan 13 năm, điều tra hắn 13 năm trước đây lừa dối kỳ thi sao? Đủ để cho bọn họ tra đến chết rồi. Lại nói Dương Đình Hòa cũng không đơn giản, người của hắn năng lực đi bảo vệ, cho dù hắn không làm được, tiểu tử Dương Thận này cũng có mưu ma chức quỷ, cũng sẽ nghĩ kế giúp cha thôi." Tiêu Phương lắc đầu nói: "Một mình hắn thì cũng thôi, nhưng người của Lưu Cẩn buộc tội số lượng cũng không ít đâu. Trong đó có một vài người là cây cỏ ở đầu tường, có một vài là Thanh Lưu phái. Môn hạ nghĩ đây là Lưu Cẩn cố ý tạo thành thế lớn, khiến trong lòng hoàng thượng bất an, do đó bỏ dở điều tra khảo cứu." Dương Lăng nói: "Không thể, vẫn là ta đấu tranh anh dũng." Dương Đình Hòa ngồi mát ăn mắt vàng thôi. Lưu Cẩn ở khoa đào đã không còn lại bao nhiêu người nữa rồi, để chúng tranh chấp nhau đi, còn lại mấy con cá nhỏ, tép nhỏ giữ lại cho Dương Đình Hòa thu thập nốt. Các lão không cần quan tâm đến việc này, chỉ chú ý nhóm tân khoa tiến sĩ, chọn lựa người tài đức vẹn toàn. Loạn khoa đạo nhất định phải mau chóng bình ổn, khi đó sẽ cần những người này bổ sung đi vào. Hắn chậm rãi ngồi thẳng người nói: "Từ hiện tại cho thấy, ta không hề điều tra khảo cứu tân quan viên, chỉ chuyên tâm sửa sang lại hồ sơ vụ án những quan viên bị bắt lại này, chuẩn bị đầy đủ tội trạng của Lưu Cẩn. Nếu ta đoán không sai, sắp phải giao phong chính diện với Lưu Cẩn rồi." Đúng như lời Dương Lăng đã nói, binh mã của Lưu Cẩn và Dương Đình Hòa trên chiến trường của Dương Lăng còn chưa rút lui hết, vẫn đằng đằng sát khí triển khai đại chiến nước miếng. Ba ngày sau cuộc đấu, chính thức ném ra tấu chương, hộ bộ cấp sự trung hoàng cảnh lâm triều dâng tấu, khói thúc súng chiến hỏa trong 30 vạn quân thẳng tiến đến chủ soái ba quân, buộc tội Dương Lăng vô năng, coi thường thánh ý, khảo sát khoa đạo liên lụy vô số, đến nỗi nha môn khoa đạo tê liệt, đế quốc giám sát không có người để dùng. Hoàng cảnh mặt đen khí phách nói: "Xin hoàng đế nhanh chóng bãi sai sứ của Dương Lăng để thanh chính bản thân, minh pháp điển." Rất khéo léo, không biết là cố ý hay là vô ý, cấp sự trung mà Tiêu Các Lão đã nhiều ngày ăn bài đảm nhiệm trực ban là Dương Thận, hai người này lúc trên điện kim mở ấp hội thì diễn toàn bộ vai phụ oan gia, giờ lại vùng đứng lên. Hoàng cảnh vừa dứt lời, Dương Thận đứng ra hạch tội Lưu Cẩn, nó là nhiều quan viên khoa đạo tham hủ đều là môn hạ của Lưu Cẩn, còn lấy ra cuốn sổ bổ nhiệm quan viên lại bộ, trong đó có nhiều bút tích can thiệp của Lưu Cẩn trong đó. Hai vị thủ lĩnh đồng thời bị người ta buộc tội, văn võ cả triều tức thì xôn xao. Nhưng đúng vào lúc này, Lý Đông Dương từ cửa nam, Thành Khởi Vận từ cửa đông cũng vào thành Bắc Kinh. Ở bên trên triều đình, Dương Thận và Hoàng Cảnh môi làm thương, lưỡi làm tên, một bước cũng không nhường. Văn võ bá quan xem cuộc vui, chỉ có chính đức hoàng đế là tọa ở bên trên, mặt đang dài ra, khí sắc vô cùng khó coi. Hôm nay tập trung lực lượng công kích, Dương Lăng và Lưu Cẩn lại lấy cớ có bệnh ở lại trong phủ, căn bản không tới trong cung. Ti điện thái giám đang trực là Đỗ Phủ rất thành thật. Đỗ thái giám thấy sắc mặt hoàng thượng càng ngày càng khó coi, lại không biết nên làm gì cho phải, mặt mũi cũng dài ra như quả mướp. Dương Thận và Hoàng Cảnh dường như căn bản không thấy được nét mặt của chính đức, hai người càng lúc càng tranh cãi ở mỹ. Bất kể là Hoàng Cảnh chỉ trích Dương Lăng tự quyền lộng quyền, hôn quỹ vô năng, hay là Dương Thận chỉ trích Lưu Cẩn tham ô thành phong trào, cướp đoạt dân tài, chính đức hoàng đế cũng không muốn nghe. Đó là phụ tá đắc lực của y, là người mà y tín nhiệm nhất. Dương Lăng ở bên ngoài giúp y tranh đấu giành thiên hạ, lập được nhiều công lao hãn mã, năm nay hai lần tế cáo thái miếu, nở mày nở mặt. Vinh quang này nếu không nhờ Dương Lăng, có thể được hãnh diện như vậy hay sao? Phụ hoàng Lâm Trung chỉ để lại cho chẫm một thần tử làm cánh tay đắc lực như vậy. Dương Khanh cũng không chịu thua kém, chưa từng có chuyện gì mà hắn không làm được. Hơn nữa, chẳng bao lâu nữa hắn đã là em rể của ta rồi. Hắn ngu ngốc vô năng ngư, ngươi tìm một người có năng lực cho chấm đi. Về phần Lưu Cẩn, đó là một người hầu hạ chấm từ nhỏ, muốn nói hắn chiếm chút ít ích lợi nhỏ, chấm tin. Những thứ khác như mua quan bán quan, cướp đoạt dân tài, gây hại bách tính gì gì đó, khả năng hay sao? Sự kiện Dương Thận nói kia đều liên quan đến tiền. Ai da, hai năm qua tình hình kinh tế của chấm eo hẹp, toàn bộ dựa vào Lưu Cẩn thu xếp cho chấm, hay vì vậy mà bị người ta ghen ghét đây? Cái tên khoa đạo quan này vẫn luôn hoa ngôn thủ súng, vừng trong miệng họ cũng có thể nói là thành dưa hấu được.
Đặc biệt là Hoàng Cảnh vì giành được thông cảm của Bách Quan, nói thiếu gia binh, thái tử đảng thành thổ phỉ, mà Khoa Đạo Quan thì thành người vô tội bị hãm hại. Từng thảm cảnh lần lượt được miêu tả giống y như tận mắt chứng kiến, thật sự là người thấy thương tâm, người nghe rơi lệ. Nhưng chính Đức từ lúc lên đảm nhiệm hoàng đế đã bị Khoa Đạo chỉnh cho chật vật đến không chịu nổi, càng nghe càng cao hứng. Lúc này xem như đã chút được hận. Y đang muốn đuổi hai cấp sự chung đấu như gà chọi này xuống, trên điện chợt xôn xao. Đại thần Lưu Phái là Trưng Thái và Lưu Vũ, Tào Nguyên đồng thanh tán thành, chỉ trích Dương Lăng phá hỏng Khoa Đạo. Đến nỗi sĩ tử thiên hạ đã chết tâm, thỉnh cầu hoàng thượng nghiêm trị. Tiêu Phương híp mắt nhìn, biết đại quyết chiến đã bắt đầu. Đầu lão đầu nhi này há miệng thở dài, thầm nghĩ trong lòng: lão phu đã 80 tuổi rồi, cũng không còn sống được mấy năm nữa, mang theo cái đuôi quan cả đời bị khinh bỉ. Ta chọc vào ai gây với ai chứ, mà ngay cả Lưu Kiện, Tạ Thiên cũng đều xem thường ta. Nếu không có Dương đại nhân, ta nào có hãnh diện như ngày hôm nay đây. Còn cả hiện tại làm quan, tiểu nhi tử, đại tôn tử vẫn còn chưa có tin tức gì. Dựa vào bản lãnh của Dương đại nhân, địa phương nào mà không an bài được chứ. Ít nhất đi Tứ Xuyên làm quan, Thục Vương gia khẳng định che chở cho bọn họ. Được rồi, không có gì lo lắng, nửa đất tử bằm tói. Ta mua bán chộp giật, mang thai sức đi dây, ta bí quá hóa liều. Nếu như Dương đại nhân ngã, ta cũng sẽ ngã. Có câu kẻ sĩ chết vì tri kỷ, thành hay không là ngày hôm nay rồi. Lão Tiêu làm công tác tổng động viên một hồi, phất trầm râu bạc, vụt nhảy ra ngoài cao giọng: hoàng thượng, lão thần biết những câu của Lại Khoa cấp sự chung Dương Thần câu nào cũng đều là sự thật. Thần xin hoàng thượng nghiêm tra, trừng phạt đại tặc của quốc gia, chấn chỉnh triều cương, lấy thanh lại trị, lấy ân dân tâm. Đám quan viên là Vương Hoa, Dương Nhất Thanh, Lý Đạc đều chờ tín hiệu của lão đấy. Vừa thấy lão nhân trực chỉ Lưu Cẩn là lão tặc, rõ ràng là thời cơ cuối cùng đã đến. Quan viên Dương Quan Phái nằm phục đã lâu, toàn thể đứng ra bắt đầu phản kích. Chính Đức nhìn chăm chú: hôm qua vẫn tốt đó hay sao, tại sao giờ đã chỉ có hai cấp sự chung nho nhỏ tranh luận với nhau mà lại nhảy ra nhiều người hắt đệm đến như vậy đây? Văn võ cả triều gần như toàn bộ đứng ra rồi. Ồ, còn may còn một vài người vẫn đứng im. Chính Đức âm thầm cảm thấy may mắn, mà Dương Đình Hòa có thâm ý nhìn con trai đứng bên, trong lòng thở dài thật sâu. Nghe con mới sinh không sợ hổ, không biết Dương Lăng có nhiều nắm chắc hiện tại dám cùng quyết chiến với Lưu Cấn. Nếu một trận chiến này mà thua, đã không còn khả năng xoay chuyển nữa rồi, đã không thể làm phục binh rồi. Cho nên không phải vì con trai, hiện tại cũng chỉ có thể mình Trần ra trận thôi. Dương Đình Hòa rốt cuộc cũng bước đi ra, cúi người nói: hoàng thượng, thần cũng buộc tội Lưu Cấn. Lưu Cẩn nhận hối lộ ăn bớt, chuyên quyền loạn chính, một tay che trời, ngang ngược. Hoàng thượng, xin cần nghiêm trị. Dương Đình Hòa vừa đứng ra, Thanh Lưu Phái vốn nóng lòng muốn thử, lập tức đứng ra một loạt, phần phật quỳ xuống toàn bộ, đồng thanh tán thành theo thủ lĩnh. Lần này trên triều không còn ai đứng nữa rồi, người còn lại đều là những kẻ ngồi ăn rồi chờ. Những người này nhìn trái nhìn phải, thấy tất cả mọi người đều quỳ, bản thân đứng rất khó coi, vì thế cũng lặng lẽ quỳ xuống, cũng không nói lời nào. Cũng không biết họ tán thành phái nào, không đứng về phái nào. Chính Đức thật sự là trợn tròn mắt, cả triều văn võ toàn bộ quỳ xuống. Một đám ầm ĩ kêu bỏ đi Dương Lăng, một đám khác ầm ĩ yêu cầu trừ Lưu Cẩn. Lúc này mình cũng không thể giả bộ hồ đồ được nữa rồi, vậy phải làm sao đây? Chính Đức trợn mắt nửa ngày, cũng không biết nên tra Dương Lăng hay là xử lý Lưu Cẩn. Đang lúc ngây ngốc, một tiểu hoàng môn vội vàng nhập điện, cao giọng tuyên: Lý Đông Dương đại học sĩ lên kiện yết kiến giá. Lý Đông Dương đã trở lại, Lưu Phái cả kinh, vậy là có thể lại thêm một đối thủ nữa rồi. Bình thường Lý Đông Dương khá tỏ ra cung kính với Lưu Cẩn, đôi lúc rảnh rỗi còn mời Lưu Cẩn đi uống rượu, nhưng trong quan trường ngày ngày uống rượu với nhau chưa chắc đã là bằng hữu. Dương Đình Hòa công nhiên đứng bên Dương Lăng, Lý Đông Dương sẽ chạy đi đâu đây? Trong lòng Thanh Lưu Phái và Dương Phái cũng vui vẻ, lại tới một quan viên cấp cao nữa, phái bên mình sẽ càng có sức ảnh hưởng hơn. Thời gian này Lý Đông Dương thảnh thơi nhàn rỗi, cũng nhận được mã khoái báo Thái Hoàng Thái Hậu bệnh chết, vẫn là bộ thân thể suy nhược, không thể lên đường nhanh chóng. Một ngày đi hơn 10 dặm, bởi vì ông còn chưa nắm chắc chính xác tình hình trong kinh thành, không biết Dương Lăng rốt cuộc khi nào thì động thủ. Ông là nội các thủ phụ, nếu trở về sớm rất nhiều việc sẽ đứng mũi chịu sào. Đối với một kẻ lõi đời trong quan trường mà nói, cục diện bất lợi nhất là bại lộ bản thân trước mặt mọi người, làm cho người ta hiểu được mục đích lời nói và việc làm của mình. Cho dù ông cũng không phải là diễn viên chính. Tận đến khi người nhà ông phải đến kinh sư chuyển tin đến, Dương Lăng bắt đầu chỉnh đốn Khoa Đạo rồi, Lý Đông Dương mới tăng thêm tốc độ,
ngày đêm kiêm trình chạy tới kinh sư. Người khác đều đoán được Dương Lăng đây là một lực để lực, nhân cơ hội một lần nữa đoạt lại khoa đạo trong tay Lưu Cẩn. Nhưng Lý Đông Dương lại nhìn thấu một tầng sâu hơn. Châm lửa, lửa cháy lan ra đồng cỏ, người người thuế nguy. Thời điểm mỗi người lâm vào nguy cơ, bất kể họ xuất phát từ mục đích gì, tất nhiên kết quả là cần thủ lĩnh đứng ra gánh vác hết thảy. Lúc này đây là quyết chiến cuối cùng giữa Dương Lăng và Lưu Cẩn rồi. Lúc này mới là một trận thắng bại, là một vị thác cô lão thần, lão sao có thể không đếm xỉa đến. Chính Đức bị chẳng diện quyết chiến mà văn võ cả triều đều tham dự này sợ hãi ngây ngẩn cả người. Nếu như đổi lại là một đại thần bị buộc tội, y sẽ không thất thố như vậy. Nhưng hiện tại y phải chém tới hai cánh tay, đó là loại tâm tình gì đây? Đúng lúc này Lý Đông Dương tới rồi. Chính Đức mừng rỡ, không ngờ từ trên ghế rồng đứng bật dậy cao giọng: "Mau tuyên, mau tuyên Lý Ái Khanh!" Lại nói Lý Đông Dương lên điện, vừa thấy chẳng diện này cũng hoảng sợ, tất cả quan viên toàn bộ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt xúc động, phẫn nộ, rất giống như tình cảnh của ba người Lưu Kiện, Tạ Thiên và mình năm xưa xuất lĩnh cả triều văn võ bức cung hoàng đế, yêu cầu chu sát Bát Hổ. Điểm khác chính là khi đó cả triều văn võ là một lòng, mà ngay cả Chính Đức luôn luôn quật cường cũng vài lần dao động, suýt nữa thực sự giết Bát Hổ. Còn lần này trong đó lại có không ít người là người của Lưu Cẩn. Lần trước cục diện nghiêng về một phía, giết không được Lưu Cẩn, lúc này thì sao đây? Tất cả quan viên đều hơi hơi quay đầu lại nhìn, nhìn Lý Đông Dương từng bước một vững vàng đi đến. Chính Đức đứng ở trước Long Thư Án cũng hưng phấn không an vị. Lý Đông Dương trong ánh nhìn chăm chú của mọi người vừa đi vừa khẩn trương phân tích cục diện ở trước mắt. Lão hơi đảo mắt, hai chủ nhân chính cũng chưa lộ diện. Nhớ tới Dương Lăng, tâm tình của Lý Đông Dương thoáng buông lỏng. Lần chết Bát Hổ chưa chết là vì Dương Lăng bí mật hồi kinh, lấy thủ đoạn sấm sét chỉ trong một đêm đánh hạ Đông Xưởng, dùng trí đoạt Nghi Lễ Giám, nắm trong tay nội đình thập nhị đoàn doanh. Lúc này đây, trận chiến giữa Dương Lăng và Lưu Cẩn có thể đoán trước chính là ba xưởng một vệ cộng thêm 12 đoàn doanh. Nếu quyết không dùng thể vũ lực trợ giúp bất kỳ bên nào hoặc đả kích đối thủ, mà xem hai người này đấu trí đấu lực như thế nào. Lý Đông Dương đi đến trước nhất, sắc mặt thong dong thi lễ, nghiêm trang nói: "Thần Lý Đông Dương khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế." Ngừng lại một chút, chuyện có liên quan đến Thái Hoàng Thái Hậu chết bệnh, lão không đề cập đến. Dù sao tang lễ đã xong, trên triều đình hiện tại dâng cung mặt kiếm. Lão vừa hỏi, Hoàng thượng bên này liền đáp, bầu không khí này lập tức bị phân thành nửa rơi, nửa chuột. Làm ủy thác của lão thần, nguyên lão tam triều, không thiếu được lát nữa đến hậu cung bái tế linh vị. Chính Đức Hoàng đế khẩn cấp nói: "Ái Khanh xin đứng lên, mau mau xin đứng lên đi. Ái Khanh một đường mệt nhọc, thật sự là khổ cực mà. Chấm hiện tại đang có một việc khó giải quyết đây. Lý Ái Khanh là nội các thủ phụ, mong rằng Ái Khanh tài cán phân ưu, giải nạn vì chấm." Chính Đức vừa thốt ra, Lý Đông Dương chợt cảm thấy từng tia ánh mắt từ trái sang phải phóng tới lão. Ánh mắt của lão hơi hơi lóe lên, chỉ thấy bên phải Tiêu Phương, Dương Đình Hòa, Vương Hoa, Dương Nhất Thanh ánh mắt sáng quắc đang lờ mình. Bên trái xa hơn một chút, thấy đám người Trưng Thái, Tào Nguyên, Lưu Vũ cũng gầm gầm nhìn lão. Còn phía sau sao? Nếu như ánh mắt kia là tiễn, Lý Đông Dương đã trở thành một tấm bia vĩ đại bị bắn trúng. Lý Đông Dương hít vào một hơi thật dài, khom người nói: "Lão thần vừa mới hồi kinh, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, xin Hoàng thượng hạ cố cho lão thần hỏi là chuyện gì vậy?" Chính Đức đem chuyện song phương xung đột lặp lại một lần, sau đó nói: "Lý Khanh, Khanh là nguyên lão tam triều, là trọng thần do tiên đế ủy thác, lão thành cầm thành, uy vọng cao. Khanh xem, chấm nên làm gì đây?" Lý Đông Dương suy nghĩ một chút, không để ý tới những ánh mắt của Tả Hữu, chắp tay nói: "Hoàng thượng, cái gọi là không có lửa, làm sao có khói. Cả triều văn võ, các chấp đã thấy sự việc chỉ sợ chứ không phải là tin đồn, vô căn cứ đơn giản như vậy. Hôm nay canh giờ đã muộn, theo lão thần thấy, không ngại cho ngày mai tuyên triệu Uy Quốc Công, Lưu Công Công và các quan to cơ yếu giáp mặt nói rõ ràng thì tốt hơn." Một đại sự là một thần tử, người tỉ mỉ, chủ bị, luôn mãi tính toán, chẳng sợ chuẩn bị bao nhiêu năm, có thể thành công hay không, khả năng chỉ tại một ý niệm của hoàng đế. Quân vương quyền lực vô thượng, quyết định quy tắc của trò chơi này chính là như thế. Hiện tại hoàng thượng bị bách quan tấn công, cảm xúc đang vô cùng kích động, cho y một giám sóc, y có thể bình ổn tinh thần, cũng càng dễ suy nghĩ, lại càng dễ nhận ý kiến. Ba vị ủy thác lão thần năm xưa, Lưu Kiện, Tạ Thiên đều đã ngã, chỉ có Lý Đông Dương sừng sững không ngã, cũng là bởi vì lão theo phong cách chính trị hoàn toàn bất đồng với hai người kia. Khi bách quan bức cung muốn giết Bát Hổ,
lão là một người duy nhất trong nội các đề nghị lưu đày mà không giết người. Cũng bởi vì điều này, Lưu Kiện Tạ Thiên bị trục xuất, Lưu Cẩn lại không động đến lão. Hiện tại bách quan chi tranh đã làm cho hoàng đế nhất định phải nhìn thẳng vào vấn đề này. Lão liền không cần phải tỏ thái độ ngay lập tức. Địa vị hai người Dương, Lưu ở trong lòng hoàng đế, lão biết rất nhiều và cũng trên lão rất nhiều. Hiện tại lão tỏ rõ thái độ, hoàng đế vẫn chẳng qua chỉ gọi hai người đến chất vấn, chất án, sẽ không bởi vì câu nói của lão mà bắt Lưu Cẩn. Một khi như vậy, tốt cũng duy trì trung lập, lập trường siêu nhiên, tùy cơ ứng biến mới tốt. Nếu muốn đi bên bờ sông không gặp dày, vĩnh viễn cách sông 2-3 thước. Cây chính đàn Trường Thanh này am hiểu sâu mọi việc, cũng không phải lão không phân biệt thị phi, mà là tính cách của lão quyết định thủ đoạn đấu tranh chính trị cẩn thận và chặt chẽ, dự là để lại lối thoát. Đây cũng không phải là sinh ra đã có bản lĩnh, mà là trong rất nhiều lần tranh đấu mà hình thành nên. Chính Đức hy vọng nhất là dàn xếp ổn thỏa như vậy, định không bỏ qua. Nhưng thấy Lý Đông Dương cũng nói như vậy, không khỏi thất vọng, ngồi trở lại ghế, trầm tư chốc lát mà nói: Ngày mai, chúng quan viên nội các Đại Cửu Khanh, Tiểu Cửu Khanh cùng Đốc Sát Viện, Thập Tam Đạo, Ngự Sử, Lục Khoa ở Trung Hòa Điện mở triều hội. Bãi triều đi. Mà Lý Khanh, theo chấm đến Càn Thanh Cung đi. Quần thần cùng cúi đầu, cùng tiễn bệ hạ. Chính Đức không nói một lời, yên lặng rời khỏi ngai vàng. Đám người Dương Đình Hòa tuy rằng muốn tiến lên bắt chuyện với Lý Đông Dương, nhưng đám người Trương Thái đang dưng dưng mắt hổ, như thể Lý Đông Dương không rõ ràng tỏ thái độ đứng bên bọn họ. Tất nhiên dụng ý này trước khi hoàng đế sắp xếp triệu kiến mà cùng lão nói chuyện, không khỏi sẽ khiến người ta chú ý, cho nên bọn họ chỉ liếc nhìn Lý Đông Dương một cái, sau đó yên lặng thối lui ra khỏi đại điện. Đám người Trương Thái mắt nhìn Lý Đông Dương đi đến hậu điện, liếc nhìn nhau, lập tức lòng như lửa đốt ra khỏi đại điện, vội vã đi truyền tin cho Lưu Cẩn. Trong cung chú ý nghe lễ nghi, không được chạy nhanh, đi nhanh. Những quan viên này kéo vào một bước ba lắc, nhưng trong lòng lại nóng như sắc thuốc vậy. Vừa mới ra khỏi Hồng Ngọa Môn, cả đám liền nhấc bào chạy nhanh về phía kiệu quan của mình, đi thẳng đến Lưu Phủ. Hiện giờ, thế cục ngoài sáng, dù ai cũng không cách nào lui về phía sau nửa bước được. Có liên quan đến chứng cứ phạm tội của Lưu Cẩn, tham ô loạn chính, ta đã thu thập đủ toàn bộ rồi. Hiện tại kỳ thật cũng không có gì để chuẩn bị cả. Các lão cứ về nghỉ trước đi. Ngày mai sẽ công khai toàn bộ ngay trước mặt quyết chiến. Vâng, môn hạ cáo lui. Môn hạ trở về sẽ lại đi thăm hỏi Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa và Vương Hoa. Mọi người cũng quyết định nhất trí phối hợp hành động với quốc công. Lại nói, lúc bấy giờ Tiêu Phương liếc mắt nhìn Thành Người Vận ở góc tường rồi chắp tay cáo từ. Làm phiền các lão vậy. Dương Lăng cũng đứng dậy tiễn khách, mà Thành Kiệt Vận cũng đứng lên, đôi mắt trong suốt như nước, lông mày kẻ đen như khói, thướt tha xinh đẹp, phong tình vạn chủng, trên mặt mang ý cười rất nhẹ. Dương Lăng tiễn Tiêu các lão ra khỏi tòa nhà, quay lại đi thẳng vào nội thư phòng. Vừa mới đi vào, Thành Kiệt Vận đã nhẹ nhàng nhào tới, hai cánh tay như ngọc choàng lấy cổ của hắn, đôi môi nóng rực mút chặt lấy bờ môi của hắn. Dương Lăng cũng theo bản năng ôm bờ eo thon thả rắn chắc của nàng, đầu ngón tay vuốt ve khắp nơi. Phía dưới vùng thắt lưng là đường cong mềm mại, là cặp mông tròn trịa chắc mẩy nở nang. Tiểu mỹ nhân trong lòng bày tỏ tình cảm nhớ nhung, hơi thở phả ra nóng rực. Dáng người và vẻ mặt của nàng vẫn làm cho người ta có một loại mỹ cảm như nước, dù là đó là một vũng nước sôi. Vẻ đẹp của nữ tử Giang Nam đẹp ở phong tình như nước. Loại phong tình này quyết định bất kể nàng đầy đặn hơn hay là gầy nhỏ hơn, đều giống như nước chảy ao nhỏ, thanh tú uyển chuyển. Hai người cứ hôn như vậy, bước chân nhẹ nhàng di chuyển, không ngờ lại đang như khiêu vũ, tiến thẳng vào trong căn phòng nhỏ bên trong nội thư phòng. Nơi này đã cố định trở thành chỗ ở của Thành Khởi Vận khi nàng đến, cũng là nơi mà hai người yêu đương vùng trộm. Đại nhân, xa nhau lâu như vậy, nhất cử nhất động của ngài ta cũng đều biết hết cả. Nhưng không biết sao, ngài gặp ngài vẫn muốn hỏi một lần, nói thật nhiều thật nhiều. Lúc này, Thành Khởi Vận hoàn toàn dứt bỏ vẻ xảo trá, mà giống như tiểu nữ tử tinh thuần, không am hiểu thế sự vậy. Vẻ phong tình, yêu mị trên gương mặt cũng biến đổi thành trong sáng như nước. Dương Lăng cười nói: Nhưng mọi hành động của nàng ta lại không hề biết được. Nói nhanh lên, sau khi chia tay ở nội sướng, nhân thủ của chúng ta an bài như thế nào? Mọi chuyện ở Giang Nam vẫn tốt đấy chứ? Thành Khởi Vận bĩu bĩu môi nói: Người ta không tin đâu. Mười mấy quan viên khoa đạo ngã ngựa có hành vi phạm tội ở xa ngoài ngàn dặm, có chính là lợ cũ mấy năm trước kìa. Mà ngài không hề dùng nhân thủ của chúng ta sao? Nhưng vận dụng một tổ nhân mã, ta không ngờ một chút cũng không tra được. Dương Lăng cười ha hả, cười kéo nàng ngồi xuống ghế, để nàng ta ngồi trên đùi của mình, tay ôm vòng eo nhỏ của nàng.
một mặt giở trò nhấm nháp tư vị tiêu hồn của báu vật tuyệt thế này, một mặt dán sát bên tai nàng, hạ thấp giọng mà nói: "Đừng quên, trong triều là một tay ta khởi đầu, muốn điều động nhân sự rất dễ dàng thôi. Cũng đương nhiên có môn đạo của ta rồi. Tuy nhiên nếu muốn hiểu hướng đi của nàng, vậy phải an bài một vài nhân thủ đặc biệt. Nàng không có tin tức gì gửi về, ta biết ngay bên nàng bình yên vô sự, cần gì phải giám thị nhất cử nhất động của nàng đây. Cần nói với ta, nàng tự sẽ nói cho ta nghe, có đúng không nào?" Thân mình của Thành Khởi Vận cứng đờ, sau đó đột nhiên xoay người lại, ôm chặt lấy hắn, dán hai má mềm mại lên ngực của hắn, không nói câu nào. Qua một lúc lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, trong con ngươi áng áng nước mắt, điềm tĩnh và dịu dàng nói: "Đại nhân, người ta thực sự cam tâm tan xương nát thịt vì ngài, thật sự cho dù chết vì ngài, trong lòng người ta cũng thấy ngọt ngào." Dương Lăng biết nàng nói chân thành, cũng vì tình cảm cuồng si của cô gái này làm cho dao động. Hắn không muốn hai người gặp nhau lại thương cảm như vậy, vội vàng lên đổi giọng: "Nhân thủ của chúng ta sau khi thoát ly nội sướng đã bố trí như thế nào rồi?" "Giang Nam là nơi phát ra của cải trọng yếu của nội sướng. Sau khi thoát ly nội sướng, kinh doanh buôn bán nát chịu chút ảnh hưởng. Chẳng qua chúng ta đã có cơ sở. Hơn nữa Giang Nam, Ngô Tế Uyên, Từ Kinh và thương gia giàu có nhiều thế hệ gia nhập liên minh mới có thể rất nhanh vận chuyển bình thường, đúng không?" "Vâng." Thành Khởi Vận lại giống như con mèo con tiến sát vào trong ngực của hắn, khẽ khàng tỉ mỉ thuật lại cho Dương Lăng việc an bài thế lực chân chính của nội xưởng sau khi đã thoát ly. Dương Lăng nghe xong hơi có chút nghi hoặc nói: "Ta bảo nàng coi trọng Lưu Đông, dù sao triều đình chỉ cần an định lại. Hơn nữa Thát Đát phát sinh nội loạn, bình định Bắc Cương ắt phải làm. Nhưng nhân tài, tài lực của chúng ta có phải là ném nhiều hay không đây?" "Không nhiều đâu. Lưu Cẩn nắm trong tay ba sừng một vệ. Tuy nói thủ lĩnh ba sừng một vệ chỉ là giả bộ nghe y làm việc, nhưng Lưu Cẩn cũng đã đầu cơ lôi kéo một vài người lợi hại vào trong ba sừng một vệ. Để phòng ngừa vạn nhất..." Nàng tiếp tục nói: "Như thế, thế lực chúng ta bố trí ắt rời xa Trung Nguyên, để tránh bị Lưu Cẩn phát hiện, ảnh hưởng đến đại kế trừ gian của ngài. Ý của ta là Nam Bắc hô ứng, Bắc ở Liêu Đông, Nam ở Di Châu, giữa là Giang Nam. Liêu Đông có Đại Minh, Đoá Nhan Tam Vệ, Nữ Chân, còn có một vài bộ lạc Thắt Đát. Thế lực rắc rối phức tạp, là nơi quan trọng liên kết các loại thế lực với nhau, có lợi cho sự phát triển lớn mạnh của chúng ta ở đó. Di Châu là nơi di dân của các nơi phân tán để ở, không có quan phủ, thống trị, hiện tại chẳng qua là một vài thân hào phú cường, cậy vào tiền tài quyền thế duy trì trật tự cơ bản của địa phương thôi. Nhưng ở đó có liên hệ mật thiết chặt chẽ với Tuyển Châu, Phúc Châu và những nơi khác, ở đó thiết lập cứ điểm quan trọng, phát triển lớn mạnh, vừa sẽ không khiến cho triều đình chú ý, cũng có thể cần rời chú địa bất cứ lúc nào. Còn về phần trung gian, vậy thuần túy là của cải của đại gia ngài rồi, nơi đó chủ yếu là việc buôn bán. Hơn nữa hiện tại mở biển thông thương, chỉ cần kinh doanh đúng phương pháp, có thể nói tài nguyên cuồn cuộn. Hiện tại A Đức Ni và Liên Nhi ở Giang Nam chủ trì đại cục, hai người kia một giỏi quản lý chính trị, một giỏi quản lý tài sản. Hơn nữa kinh doanh bắt đầu phát triển toàn diện về hướng hải ngoại, đây chính là món lãi kích xù. Một thuyền hàng hóa chuyên chở ra ngoài, lúc về sẽ là vàng thật, bạc thật kìa. Thành Khởi Vận cười khanh khách: "Vùng duyên hải từ Bắc đến Nam, Cốc Đại Dũng, Mân Đại Nhân, Hàn Vũ, Bành Tiểu Giang, Nghiêm Tung, Hà Tổng Binh, Vương Mỹ Nhân đã hoàn toàn tôn thờ ngài. Quan hệ như vậy ta nào không cần chứ. Chỉ cần vừa ra biển ở lưu cầu Triều Tiên và Malacca, ảnh hưởng của ngài cũng không ai bằng được. Về phần đông danh cũng không cần phải nói, vị tài tử đại đường kia lần nhận quà từng gặp, quả thực là vui đến quên cả đất trời. Có hắn, việc buôn bán của ngài một đường thẳng đường, cho nên hiện tại buôn bán của chúng ta là lớn nhất ở trên biển. Phú thân nhà quyền quý tìm chúng ta hợp tác, chen chúc đến vỡ đầu chảy máu kìa." Dương Lăng khẽ mỉm cười: "Văn hóa phá giá là lâu dài, vừa thấy hiệu quả xâm lược, hắn cũng biết rất nhiều tài tử Giang Nam thất bại, hiện tại đang lộn xộn đi đến đông doanh truyền kinh thủ đạo. Văn hóa Trung Hoa cũng vì thế mà trở nên phổ biến. Hắn còn đang chuẩn bị một chuyện để chấm dứt. Khi chấm dứt với Lưu Cẩn, hắn sẽ khiến cho cuồng sĩ Thanh Thành, Lư Sĩ Kiệt kéo một đám tài tử xuyên thiểm đi đông doanh, phải hoàn toàn thay đổi liệt tính của những người đó. Nói không chừng lập thể hóa Khổng Thánh đại nhân, công kích còn hữu hiệu hơn so với đao kiếm. Ý nói truyền thụ văn hóa sẽ tốt hơn là chinh chiến đao kiếm." Nghe Thành Khởi Vận an bài đâu vào đấy một cách lâu dài như vậy, trong lòng Dương Lăng còn có chút kỳ lạ. Cô nàng này luôn cho hắn ngạc nhiên, người ngoài không biết, hắn lại biết mấy địa phương này có tầm quan trọng, bất kể là trên kinh tế hay là trên chiến lược. Đông Bắc phong phú nhất loại nguyên thủy tài nguyên, quả thực lôi ra từ rừng rậm chính là tiền, hoặc là nhanh chóng chuyển hóa làm vật tư chuẩn bị chiến đấu. Giang Nam gắn bó với Nam Bắc và lại là vựa lúa của Đại Minh,
6/7 phần 10 thuế phú thiên hạ đều nằm ở nơi này. Địa vị kinh tế không nơi nào có thể sánh bằng. Hiện giờ mở hải thông thương, nơi đó lại vạn thuyền lớn vận dụng, thương nhân như mây, là nơi mấu chốt buôn bán vô hạn. Về phần Di Châu, nói thật, nơi đó bây giờ còn chưa phát triển, bất kể nông nghiệp, công nghiệp, buôn bán cũng còn rất yếu kém, ngay cả địa canh cũng không kiếm được tiền. Nhưng nếu chiếm cứ địa phương này, phí tổn hải vận sẽ giảm rất lớn, là một chi tổ chức hải vận tư nhân khổng lồ. Nếu muốn ngoài quan phủ tự thiết lập một đội võ trang hộ hàng Di Châu tương lai. Trong lòng Dương Lăng đột nhiên hiện lên một ý niệm cổ quái trong đầu. Ánh mắt của hắn lóe sáng, nhìn lại thành hải vận, chỉ thấy nàng lười biếng nằm ở trong ngực của mình, vẻ mặt ngọt ngào và thỏa mãn. Cẩn thận ngẫm nghĩ một chút, dù nàng thông minh tuyệt đỉnh, kiến thức phi phàm, cũng quyết không có thể nào có can đảm thiết kế mưu hoa dài lâu và xa như vậy. Nhà đầu này sợ là một lòng nhào vào kiếm bạc trắng mà thôi. Mình bởi vì biết trước tương lai, không khỏi có chút nghi thần nghi quỷ rồi. Thấy hắn chăm chú nhìn mình, Thành Khởi Vận hơi hơi nâng ánh mắt lên, thản nhiên nói: đang suy nghĩ gì vậy? Dương Lăng thu hồi tâm tình lại, hắn cười nói: không có gì, ta suy nghĩ Liên Nhi mang theo đứa nhỏ, lại từ không có kinh nghiệm kinh thương, còn về phần A Đức Ni lại chưa quen thuộc về Đại Minh, các nàng có thể gánh vác được trách nhiệm trọng đại như vậy hay sao? Mà nàng cũng thật là cứ yên tâm toàn bộ ra cho các nàng ấy sao? Thành Khởi Vận cười khanh khách nói: chàng yên tâm đi, chỉ dựa vào quan hệ của chàng với vùng duyên hải, giang nam, thậm chí là hải ngoại, phải một đồ ngốc cũng có thể ngồi ở nhà mà lấy tiền được rồi. Huống chi Liên Nhi và A Đức Ni chẳng những không phải là đồ ngốc, hơn nữa người nào cũng đều tinh như kiểu vĩ hồ ly vậy. Có đám người Ngô lão tiên sinh từ kinh công tử chỉ điểm nữa, việc này bọn họ đảm nhiệm có thừa. Dương Lăng nhẹ nhàng thở ra một tiếng nói: Liên Nhi, Phán Nhi, thực sự có chút xin lỗi hai mẹ con nàng vậy. Chuyện về Lưu Cẩn xong, ta sẽ đón các người vào kinh. Trước kia trong triều làm quan, sợ có người dùng người nhà để quấy nhiễu chính sự triều đình. Hiện giờ ta chỉ là một quốc công tán bậc, cái gì mà đức hạnh, nguyện ý nói, chẳng phải cũng bởi vì muốn bãi tước vị của ta hay sao? Thành Khởi Vận sơ nổi, ngồi thẳng người sáng giọng: chỉ biết thằng người ta cái này cái kia, hiện tại mới hiểu Lưu Cẩn hay sao? Giờ ngài phát động công kích, có thể nắm chắc thắng hay không vậy? Nói ra để người ta giúp ngài bày kế cho ý kiến, nếu không trong lòng cũng không yên được đâu. Dương Lăng vô cùng thân thiết vuốt vuốt cái mũi của nàng, đùa như tiểu muội tử. Thành Khởi Vận hơi hơi nhăn mũi lại, đôi mắt như đầm xuân thủy, trong phút chốc lại có vẻ đẹp của thiếu nữ ngây thơ trong trắng. Dương Lăng không khỏi ngẩn ngơ. Thành Khởi Vận vừa mừng vừa yêu, vừa hạnh phúc xấu hổ cười nói: người ta rõ ràng lớn hơn ngài vài tuổi, ngài lại bắt người ta làm tiểu hài tử sao? Dương Lăng tuy biết nàng đối với mình hết lòng, nhưng loại chuyện xưa kinh thế hãi tục này cũng không dám nói cho nàng nghe, liền cười ha hả nói: Vận Nhi, thời điểm ở Giang Nam dường như có một tiểu nữ tử đáng yêu, giống như chú dê nhỏ, chỉ cả đêm run rẩy gọi người ta khẽ một chút, ca ca, ca ca. Lời nói còn vang vẳng bên tai, sao lại thành lớn hơn ta mấy tuổi như vậy nhỉ? Thành Khởi Vận đỏ bừng cả mặt, đôi mắt như sao sáng trợn lên, xấu hổ lườm hắn, nũng nịu, sáng giọng: ngài nói mau, có nắm chắc đối phó với Lưu Cẩn không vậy? Cũng trong lúc đấy, Dương Lăng có thể bị người ta hại hay sao? Chúng ta hôm nay tiến phát chế nhân, hành động trước để kiềm chế đối phương, đột nhiên mà tập kích, không ngờ hắn cũng sớm có sắp xếp. Lão tặc Tiêu Phương kia dẫn người công nhân đánh võ đài của với ta sao? Còn có Dương Thận, Dương Thận chết tiệt, đã nhiều ngày đều là hắn lên điện, chúng ta không để ý tới hắn, sao lại không để mắt tới tên danh con này chứ? Hỏng đại sự của chúng ta rồi, hỏng đại sự của chúng ta thật rồi kìa. Lưu Cẩn giận không kiềm được, đám người chính thái câm như hến. Lưu Sĩ Kiệt đảo mắt nói: công công, Dương Lăng sớm có chuẩn bị, nhất định chứng cứ rõ ràng nơi tay, chỉ sợ quan viên khoa đạo mà hắn bắt giữ có tội danh đều là để cho công công ngài xem thôi. Mục đích chân chính là muốn chứng cứ không hợp pháp của ngài. Việc đã đến nước này, công công sao không lập tức vào cung, lập tức đi gặp hoàng thượng, chứng minh lòng trung thành. Hoàng thượng trọng tình, chỉ cần có ý niệm vào chức là chủ, ngày mai có thể hữu kinh vô hiểm. Ánh mắt của Lưu Cẩn sáng lên, vội vàng nói: đúng rồi, đúng. Bách quan bức cung muốn hại tính mạng của ta, ta còn không phải vừa khóc vừa xoay chuyển bại cục hay sao? Ta lập tức trở về cung. Trương Văn Miện bị Lưu Cẩn ở trong lục bộ ủy nhiệm làm sai sứ, tuy nhiên phẩm bậc còn chưa đủ tư cách lên điện đứng hàng, lúc này mới vừa kịp chạy tới, cho nên sau khi biết một ít chuyện tan triều liền vội hỏi:
Công công, hiện tại sợ là không còn kịp rồi. Sau khi Lý Đông Dương tiến cung kiến giá, thánh dụ lập tức ban ra, trước tiên cung cấm. Hôm nay hoàng thượng sẽ không gặp ai cả. Lưu Cẩn ngẩn ngơ, tiện đà mà giận dữ. Lão gia tặc Lý Đông Dương này, ta còn tưởng lão là người tốt chứ. Hóa ra cũng là chỉnh người vòng vo tam quốc như vậy. Nhất định là do lão đề nghị rồi. Nhất định là do lão đề nghị rồi. Cái lão tặc Lý Đông Dương, lão tặc Tiêu Phương, lão tặc Dương Đình Hòa, rồi thì lão tặc Vương Hoa, lão tặc Dương Nhất Thanh. Hết thảy đều là lão tặc. Lưu Cẩn đang mắng chửi, La Tường vội vàng chạy đến. Vừa nghe Lưu Cẩn đang dẫn sạc âm thanh mắng cả triều là lão tặc, bị cho sợ hãi, không dám nói gì, đứng sang một bên. Lưu Cẩn mắng xong rồi, nhìn La Tường đôi mắt đỏ lên, bỗng nhiên khóc giống. Ây dô, một đám kẻ tàn nhẫn hung ác này, kẻ vong ơn bội nghĩa. La Tường à, vì người đời gọi ta là bát hổ, ai có thể cùng một lòng với ta? Ngay cả ngươi còn đến để nhìn ta sao? La Tường vuốt cái mũi thầm nghĩ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ta đến chẳng phải là muốn bạc hay sao? Trong chiều kinh doanh lại thua lỗ rồi, còn phải nhờ vả vào công công. Việc này ai có bản lĩnh như vậy? Không ngờ làm cho công công phải khóc ư. La Tường cũng không dám nói câu gì hồ đồ, đành phải dỗ dành qua loa. À, công công chớ tức giận, luôn có biện pháp, luôn có biện pháp mà. Lưu Cẩn lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Lão là à, ta không phải tức giận, cũng không phải sợ hãi, ta là đang đau lòng thôi. Ai dô, ngươi nói chút đi, ta là ai chứ? Là nô tài bên cạnh hoàng thượng, luôn phải cẩn thận, nhìn mặt mà sống, làm gì cũng phải dụ dỗ hoàng thượng vui vẻ, làm nô tài đến vui hay sao? Lưu Cẩn tiếp tục khóc lóc. Theo từng ngày hoàng thượng từ thái tử ra trưởng thành, rồi làm hoàng thượng, ta cũng đã hết khổ rồi. So với bọn họ 10 năm thi đấu nào dễ dàng gì đâu, ta đã nghĩ mình có thể hưởng chút phúc, đi theo Vạn Tuế gia lau chút dầu thuế. Già rồi, có một ngày an lành chưa, ta làm gì chứ? Cái bọn ngoại thần kia là thống trị triều chính, vì quân tận trung. Ta làm nô tài, chẳng phải là cùng chơi với hoàng thượng, dụ hoàng thượng vui, đây không phải là tận trung hay sao? Có gì khó coi, người có bản lĩnh thì tiến cung hầu hạ hoàng thượng đi thôi. Đám người Trương Thái, Lưu Vũ bên cạnh, vẻ mặt nhăn nhó yên lặng, đứng đó không thốt được lời nào. Lưu Cẩn vỗ bàn mắng. Thời điểm ta chịu khổ ai thấy đây? Lúc đêm thái tử bệnh, ai thấy ta ngày đêm túc trực hầu hạ bên người đây? Sao vừa mới được hưởng phúc chút phúc thì đã có người đỏ mắt mắng ta thành yêu ma quỷ quái rồi? Bực hoàng thượng giết ta sao? Lão là, người nói đi, lúc ấy nếu ta không dẫn 7 người các ngươi đi khóc cầu hoàng thượng, còn có thể đợi cho Dương Lăng hồi kinh hay sao? Chúng ta sớm bị người ta róc xương lóc thịt rồi. La Tường vội vàng gật đầu nói. Đúng thế, nếu không có công công ngài... Lưu Cẩn đưa tay lên tự vả miệng mình một cái, khiến La Tường giật mình hoảng sợ lảo đảo, suýt thì ngã xuống. Đám người Tào Nguyên Đán cả kinh kêu lên. Công công, ngài... Một tát này của Lưu Cẩn rất nặng, trên má lập tức đỏ lên. Lưu Cẩn mắt gầm gầm, nghiến răng cười. Ta, con mẹ nó chứ không cần. Lúc ấy đã chết coi như xong, cứu giúp sinh cả đời. Thời điểm bị ngoại đình ức hiếp, đều vây chọc ta. Ta đi kêu khóc với hoàng thượng, ta đi đắc tội với người. Hiện tại ngoại đình liên kết tay chơi ta. Bọn họ không thấy, người khác không nói. Mã Vinh Thành thì sao đây? Hắn là đại nội tổng quán, chức cung cấm phái người đi báo tin là được chứ gì? Trương Văn Miện không hiểu ra sao, liền hỏi han. Công công, ngài bảo Mã công công đi báo tin gì vậy? Có điều biết được ta đã cũng đã biết rồi. Hoàng thượng và Lý Đông Dương mật nghị cái gì, Mã công công cũng không có khả năng biết được. Lưu Cẩn cũng sững sờ, vừa rồi tức giận đám người không giúp mình, chớp mắt đã quên sạch, y lau nước mắt mạnh miệng. Vậy hắn cũng có phải phá ai đó đi chứ? Nhìn ta đi, không có ta, hắn có thể lên làm đại nội tổng quản không? Trương Thái thở dài, thầm nghĩ. Toàn bộ quyền lực và bản lĩnh của vị gia này đều đến từ hoàng đế. Hoàng đế còn, hắn thì có lợi. Mặc người trí tuệ lớn lao, cao hiền đương thời cũng đừng mơ tưởng mà chống lại lão thái giám này được. Bởi vì lão nắm giữ quyền lực sát sinh trong tay. Bất kể nói ra sao, quyết định cao thấp thắng bại chân chính vĩnh viễn là quyền lực. Đây mới thực sự là thực lực nhất kích tất sát. Phần quyền lực này mà giao cho một tên rắc rưởi, hắn đều có thể uy phong bát diện, ngạo mạn đến vô cùng, cao cao tại thượng, không gì làm không được. Trên đời sẽ có cho rằng người này là duệ trí thông mẫn, tâm cơ thâm trầm, lòng dạ như nào, tùy tiện chỉ cần nói một câu thôi, một hành động, tất cả mọi người đều cho là có hàm ý lớn lao, coi kẻ đó không tầm thường. Mà một khi đoạt đi quyền ấn của hắn, thần quang trên người hắn sẽ lập tức trở thành hư không, so với người thường còn không bằng. Lưu Cẩn chẳng phải là dạng người đó hay sao?
Hiện tại hoàng thượng còn chưa nói muốn làm gì lão ta, vậy mà đã hoảng sợ đến thất thố, không nhanh chóng nghĩ biện pháp, chỉ biết đoán trời trách đất thôi. Lưu Vũ cũng không bình tĩnh nữa, thấy tính tình này của Lưu Cẩn lại nghĩ đến Dương Lăng. Y thật sự không thể tưởng tượng Dương Lăng đấm bàn quẳng ghế, vẻ mặt nước mắt nước mũi chỉ ầm lên sẽ là cái dạng gì nữa đây. Đây chẳng phải là tự mình đâm đầu vào hố hay sao? Lưu Vũ bắt đầu âm thầm hối hận. Trong khẩn cấp, rất nhiều chuyện suy nghĩ chợt hiểu rõ. Lưu Cẩn có bản lãnh gì đây? Chân quyền tối thượng thiên hạ, một bước lên trời, quyền khuynh triều dã là dựa vào sự tín nhiệm của hoàng đế. Người không có phần phúc khí này mới cần từng bước cẩn thận trong quan trường, ngươi lửa ta gạt, đấu đá nhau, lợi dụng trí tuệ, mạng lưới quan hệ và bản lĩnh để mà dốc sức. Dương Lăng và Lưu Cẩn đều là người hồng phúc tề thiên, trực tiếp nhảy vọt qua một bước này là sủng thần của hoàng thượng. Hai người kia hoặc là không tranh đấu, hoặc là phải đấu, sủng tín của hoàng thượng cũng có thể triệt tiêu cho nhau, dựa vào chính là năng lực của bọn họ. Một như phản pháp quy chân, cần nhờ trí tuệ tâm kế, mạng lưới quan hệ bản lĩnh để phân cao thấp. Phương diện này Lưu Cẩn có thể so với Dương Lăng hay sao? Dựa sai người rồi, thực sự là dựa sai người rồi. Lưu Vũ đang vô cùng đau đớn suy nghĩ, Tào Nguyên nhịn không được vội vàng hỏi. Công công, chúng ta không thể ngồi chờ chết được, cần phải nghĩ cách thôi, cho dù không thể lật đổ Dương Lăng cũng không thể để cho thua ở trong tay hắn được. Trương Văn Miện hít vào một hơi thật dài nói. Công công, nhất đảng Dương Lăng toàn diện phát động tiến công, trong triều rất nhiều cây có, đầu tường cũng đã ngả tới, thành thế không thể bảo là không lớn, chúng ta có nên vận dụng mật hộp kia không? Lưu Cẩn nghe vậy tinh thần rung lên nói. À đúng vậy, ta còn có đòn sát thủ, hắn chưa chắc đã đẩy ngã được ta. Lưu Sĩ Kiệt ánh mắt chật lóe liền hỏi. Công công có diệu kế gì thế? Mật hộp là vật gì vậy? Trương Văn Miện muốn ngăn cản, nhưng tưởng tượng muốn dùng mật hộp, tin tức cắt phải truyền đi mới có hiệu quả. Khi đó Lưu Sĩ Kiệt cũng nhất định biết người này hiện là tâm phúc bên công công, thật ra không thể đắc tội, liền kể nói. Đây không phải là chủ ý mà vì công công nghĩ ra, cũng không phải là đại kế gì cả, nói ra sẽ khiến công tử ngài chơi cười mất thôi. Lưu Sĩ Kiệt khẽ mỉm cười nói. Cứ nói đừng ngại, chư công đang ngồi đều là tâm phúc của Lưu công công, trong lòng chúng ta sớm đã có chuẩn bị, mới có thể trấn an quân tâm được, cùng chung mối thù chống đỡ cường địch thôi. Lại nói lúc bấy giờ, nàng xem chứng cớ như vậy có đủ hay không? Dương Lăng nói đến tình huống mà mình nắm giữ, thành cởi vận đã lóa thể nửa thân trên, châm cài đầu gỡ xuống, mái tóc đen nhanh thơm phức xõa ra, bầu ngực đầy đặn càng lúc càng phập phồng. Đứng, đứng. Thành cởi vận thở hổn hển, đẩy bàn tay to lớn đang càng ngày càng làm cho nàng khó chống cự, vẫn đang nghiêm túc suy nghĩ. Không được, còn chưa đủ. Sao? Bàn tay to đang so nắn ngực dừng lại một chút, Dương Lăng giật mình nói. Nhiều chứng cứ như vậy, đủ hắn chết 100 lần mà còn chưa đủ hay sao? Không đủ. Thành cởi vận lắc đầu nói. Như lời ngài đã nói, đương kim hoàng thượng nặng nhất tình nghĩa, những thứ khác không nói, những cái này đều đổi lại là một hoàng đế khác đã sớm chém hắn rồi. Thế nhưng tội tham ô ư? Với tình cảm của hoàng thượng với Lưu Cẩn, chắc là sẽ không xử phạt hắn đâu. Hơn nữa đại minh tài chính khan hiếm, triều đình lại dụng binh, lại liên tiếp mấy hồi đại lễ, toàn bộ đều nhờ vào Lưu Cẩn thu xếp cả. Nếu hắn nói tiền tham ô đều dùng cho triều đình và hoàng thất, hoàng đế kinh kỵ còn không kịp kìa. Còn có loạn chính, hãm hại trung lương, mua quan bán tước, đảo loạn địa phương. Những tội này nếu chứng cớ vô cùng xác thực, có thể miễn chức của Lưu Cẩn, nhưng khó đạt đến tội mất đầu. Dương Lăng khe khẽ thở dài nói. Nếu không phải Lưu Cẩn nhiều tội nghiệp như vậy, mà chỉ là tranh triều, ta sẽ không đuổi cùng giết tuyệt đối thủ chính trị, phải đẩy đến chết rồi mới sống yên đâu. Giống như triều Tống, triều tranh thất bại, kẻ bại Lưu Đày đưa ra ngoài làm quan, rất ít bức bách tịch thu tài sản và giết cả nhà đối thủ, vì chính mình sẽ một tay để máu tanh. Cái loại không khí này rất không tốt, nếu chỉ có bãi chức không, cũng chưa hẳn không thể tiếp nhận được. Đại nhân, đánh đối thủ chết không thể xoay người, không phải là giáo huấn của máu hay sao? Đại nhân, ngài đã quên cốc đại dụng dữ. Tiếp theo phần trước, lại đó đến cuộc nói chuyện giữa Thành Cửu Vận và Dương Lăng. Lúc bấy giờ, Dương Lăng khẽ khẽ thở dài nói. Nếu không phải Lưu Cẩn nhiều tội nghiệp như vậy, mà chỉ là tranh triều, ta sẽ không được cùng giết tuyệt đối thủ chính trị, phải để đến chỗ chết rồi mới sống yên được. Giống như trong triều Tống vậy, triều tranh thất bại, kẻ bại Lưu Đày đưa ra ngoài làm quan, rất ít bức bách tịch thu tài sản và giết cả nhà đối thủ, vì chính mình sẽ một tay đầy máu tanh. Cái loại không khí này rất không tốt, nếu chỉ có bãi chức cũng chưa hẳn không thể tiếp nhận được.
đánh chết đối thủ, chết không thể xoay người ấy, không phải là giáo huấn của máu hay sao? Đại nhân, đã quên cốc đại dụng rồi hay sao? Sao? Cốc đại dụng ư? Đúng vậy. Kích khởi biên quân làm loạn, hoàng thượng giận dữ bãi chức, kết quả hôm nay còn không phải Đông Sơn tái khởi đó hay sao? Sao đại nhân biết nếu như Lưu Cẩn rơi đài cũng sẽ không ngóc đầu trở lại đây? Lưu Kiện, Tạ Thiên đều là lão hủ, ngài cho là bọn họ thật sự lòng lang dạ sói, bắt buộc phải đẩy đối thủ vào chỗ chết hay sao? Đó chỉ là bất đắc dĩ thôi, ngài cũng vậy, Lưu Cẩn cũng vậy, chỉ cần không chết, ắt có một ngày Đông Sơn tái khởi. Đây mới là nguyên nhân khi bọn họ đối địch với các người, muốn đẩy các người vào chỗ chết. Ngài vừa hành động, liên lụy tiền đồ và tính mạng của bao nhiêu người đây? Có biết lòng dạ đàn bà không, đại lão gia của ta? Nếu như Lưu Cẩn có lý do đáng chết thì phải là từ tín nhiệm của hoàng thượng, cũng bởi vì hắn mà hoàng thượng có tình nghĩa sâu đậm, cho nên hắn không thể chết được. Dương Lăng thở dài nói: người tại giang hồ thân bất do kỷ, ngay cả giết người cũng như vậy, vậy thì theo ý kiến của nàng cần một kích như nào mới chết được đây? Thành Khởi Vận trao đôi mày thanh tú suy tư rất chăm chú. Dương Lăng không khỏi bật cười. Vận như suy nghĩ, có người lập tức phải sợ rồi, có điều khi nàng hại người dáng vẻ lại đẹp như vậy. Thành Khởi Vận tức giận lườm hắn một cái, trầm ngâm nói: đại nhân đi Tứ Xuyên vẫn chưa tìm được hung thủ, đem việc này đổ lên đầu của Lưu Cẩn thì sao đây? Làm tổn thương tới người chí thân của hoàng thượng tin tưởng chính là chạm vào vảy ngược của y. Dù Lưu Cẩn được hoàng thượng tin một bề, nhưng ngoài tham táng uổng pháp, nếu hơn điều này nữa cũng đủ mất đi tính mạng rồi. Không thể được. Dương Lăng lập tức lắc đầu. Gạt 2000 quân tốt của ta, việc này sớm muộn gì ta cũng phải tra ra. Công đạo của những oan hồn này đặt lên người của Lưu Cẩn, vậy là kết án rồi. Còn nữa, Thục Vương phủ điều tra đã lâu, Dương Đình Hòa đi Tứ Xuyên đã từng tra hỏi, cứng rắn chỉ là Lưu Cẩn gây lên, sợ làm bọn họ hoài nghi. Hiện tại tuy là đồng minh, nhưng để lại chui trong tay hắn, vậy thì ngủ không ngon được. Hơn nữa, nàng cũng đừng có quên Tiểu Vận Nhi ngoan ngoãn của ta à. Mưu sát đối thủ, thiệt hại tới 2000 quan binh, tội danh tuy lớn, dù sao cũng phải có nhân chứng vật chứng. Lưu Cẩn đòi bằng chứng mấy thứ này, không an bài vô ý lộ chân tướng ra, sẽ tự đào tử địa cho đối thủ, giết người lại biến thành tự sát, không thể thực hiện, không thể thực hiện được. Thành Khởi Vận cười thản nhiên, hôn lên má của hắn, nũng nịu mà nói: đại nhân càng ngày càng rất cao minh rồi, ta thấy rất nhanh ngài người ta sẽ không bày mưu nghĩ kế cho ngài được nữa rồi. Dương Lăng giờ mới hiểu được dụng ý của nàng, không khỏi buồn cười, trừng mắt nhìn nàng. Sao, rất thích so đấu sao? Nói mau, ý kiến của nàng đi, muốn đấu cùng ta ư? Lát nữa lão gia sẽ đấu khiến cho nàng phải kêu cha gọi mẹ kìa. Thành Khởi Vận mặt đỏ lừ nói: vậy ngay thử xem. Vừa thấy Dương Lăng thật sự động thủ, nàng lập tức thay bằng vẻ mặt lấy lòng, khẩn cầu nói: đừng, đừng, nói chính sự đi, người ta nói chính sự. Nếu muốn giết Lưu Cẩn còn có một cách, hơn nữa căn bản không cần nhân chứng vật chứng kìa. Sao, biện pháp gì vậy? Đó là mưu phản. Cáo buộc hắn mưu phản, điều tra Lưu Phủ. Mà Lưu Phủ hẳn là sừng vệ, mà sừng vệ nguyên bản chính là phe phái của đại nhân ngài. Lưu Cẩn rơi đài, đối với ngài lại tử tâm đạp địa. Hiện tại trong kinh thành này, đối với cuộc tranh đấu giữa ngài và Lưu Cẩn đều mỏi mắt mong chờ, khắp nơi đều là tay mắt của người có tâm, đại nhân lại không tất cấp à? Buổi trưa ngày mai khi lâm chiều, đối với vài sự kiện liên quan đến tiền đồ của họ, sưởng vệ ắt phái thân tín thám thính tin tức. Đại nhân chỉ cần ám chỉ một câu, bất kể là mưu quỷ, đới nghĩa hay là mâu bân, khi điều tra đều sẽ vui vẻ mang một vài thứ về cho Lưu Cẩn. Vài thứ mang về đủ để lấy đầu của lão đại của họ rồi, hắn còn có thể không chết ư? Việc này trở thành đối thủ sinh tử, lâm chiến chớ lưu tình. Thành Khởi Vận cười ngọt, lời nói mang theo ác nghiệt sắt đá, mơ hồ lộ ra một cỗ sát phạt tanh máu. Ngay sau đó, nàng lại ôm lấy cổ của Dương Lăng, làm nũng mà nói: nếu đại nhân còn do dự nữa, vậy thì đợi một nhà già trẻ, còn có Vận Nhi ái mộ ngài đây, ngoan ngoãn phục tùng ngài bị lôi đi chém đầu hết đi. Bốp một cái, một tiếng đét to kèm tiếng kêu đau yêu kiều, cặp mông đầy đạn đã bị đánh một cái. Giỏi, giỏi, sát phạt quyết đoán, dụng kế dùng mưu, biết nặng biết nhẹ, sẽ không tiếp tục lưu tình để đối thủ bố trí ta vào chỗ chết nữa đâu. Thành Khởi Vận liếc mắt hạnh gắt gao: đáng ghét mà, ngài bày tỏ thái độ đánh mông người ta làm gì? Đau quá, chắc là đỏ lên rồi. Ha, thanh trúc xả nhi khẩu, độc hạt vĩ thượng câu. Thành Khởi Vận xoay eo nhỏ, chân dài mượt mà, trên mặt toát lên vẻ dịu dàng quyến rũ, khó nói lên lời, đôi mắt quyến rũ như tơ, cơ đến yêu đến ngọt. Đây là cái gì vậy? Lúc bây giờ Lưu Vũ, Tào Nguyên, Lư Sĩ Kiệt vây quanh cái bàn, trên bàn đặt một cái hộp, bên trong là đủ loại thiếp nhiều màu sắc, lớn có nhỏ có,
đây gọi là mật hộp. Những thứ này có thể chuyển bại thành thắng ư? Lưu Cẩn đắc ý cười, vì trấn an quân tâm dưới tay, chủ động giải thích nói: đây là thiếp, danh mục quà tặng, thứ tay nhờ vả, còn có giản thiếp mở tiệc chiêu đãi uống rượu. Từ lúc ta đảm nhiệm nội tướng tới nay, triều thần ngoại quan, hoàng thân quốc thích ngày ngày đến yết kiến. Triều thần 7788, ngay cả Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa cũng có trong đó kìa. Bọn họ cáo trạng ta, vậy xem xếp phạt tội danh gì? Nhẹ, không đến nơi đến chốn đấy, chúng ta không cần quan tâm. Nặng thì phải là chứng cứ cùng ta cấu kết tương giao. Muốn không chịu liên lụy, muốn tự bảo vệ mình, chỉ có đứng ở bên phía chúng ta, gỡ tội cho ta mà thôi. Lưu Cẩn cười cuồng ngạo: phương pháp xử lý tội liên đới của đại minh ta rất lợi hại. Bọn họ mà nghĩ tới xuất hiện tình cảnh quá nửa công khanh cả triều bị thái tổ tàn sát, ắt hẳn sẽ lo lắng. Lùi 10.000 bước mà nói, cho dù có hoàng thượng có đồng ý khai ân gán tội cho họ, có một đống bực bội này, sau này bọn họ còn muốn lên chức sao? Còn muốn được hoàng thượng tin một bề ư? Sắc mặt của đám người Lưu Vũ hết sức khó coi. Có thứ đồ này cố nhiên trong lòng nhẹ nhõm, nhưng bọn họ và Lưu Cẩn kết giao mật thiết. Nếu như Lưu Cẩn đã để lại mấy thứ này, bọn họ khẳng định cũng có ở trong tờ giấy này. Lưu Vũ mới nãy giờ vừa mới hơi dao động, tính toán thoát ly khỏi Lưu Phủ, đi đến chỗ Dương Lăng khóc lóc kể lể, phản chiến lại, quay đầu là bờ. Thế nhưng lần này cũng hoàn toàn chết đi ý niệm đó ở trong đầu. Đòn sát thủ, ai biết lão khốn kiếp dùng đòn sát thủ này không phải sửa trị Dương Lăng mà là kéo người khác xuống nước đây. Cách chơi này không hay. Trong này còn vốn không có thiếp của Dương Lăng, Dương Lăng căn bản sẽ không có thói quen kia. Đến thì bảo người thông báo một tiếng là được. Nhưng những quan viên xuất thân khoa cử toàn bộ đều chú ý đến lễ nghi, đến bái kiến Lưu Cẩn không thể không có thiếp mời. Huống chi Lưu Cẩn dáng vẻ bệ nghệ ngút trời, mà ngay cả nội các thủ phụ Lý Đông Dương viết thư cho y cũng đều khách khí, lời nói khen tặng thân cận, mà quan viên khác viết còn buồn nôn bao nhiêu cũng có thể nghĩ được. Tuy rằng đó đều chỉ là một đống lệnh bợ, nhưng là lệnh bợ, lệnh hót gặp chuyện không may, xảy ra chuyện chính là mất mạng. Nếu như khiến cho Lưu Cẩn y bị tội lớn, những người này có thể thoát khỏi liên đới hay sao? Không thể tưởng tượng được Trương Văn Biện âm hiểm như vậy, không ngờ nghĩ ra một biện pháp như thế cho Lưu Cẩn. Đây tuyệt đối là một lợi khí. Không thể tưởng tượng được Trương Văn Biện âm hiểm như vậy, không ngờ nghĩ ra một biện pháp như thế cho Lưu Cẩn. Đây tuyệt đối là một lợi khí. Đúng như lời Lưu Cẩn đã nói, cho dù hoàng thượng có không muốn làm liên lụy đến nhiều người, thế nhưng thư khen tặng thân cận này mà rơi vào trong tay của hoàng thượng, từ nay về sau xem ngươi cũng nhất định là cực kỳ ngứa ngáy khó chịu. Ngươi nói xem, cả ngày bị hoàng thượng trận mắt với ngươi, ngày tháng ấy sẽ sống ra sao đây? Lư Sư Kiệt âm thầm kinh hãi, thầm nghĩ: Ủy quốc công muốn nhất kích thất sát, lợi dụng chứng cứ rõ ràng, hơn nữa mượn nhờ thanh thế của bách quan, khiến cho hoàng thượng nhận chân đối đãi, vứt bỏ tư tình, nghiêm trị Lưu Cẩn. Như thế chỉ cần dựa vào một tội tham nhũng là có thể đẩy ngã được y rồi, ắt là liệt vào trọng tội. Thế nhưng có mấy thứ này trong tay, lại là ném chuột sợ vỡ bình. Hơn nữa Lưu Cẩn đem truyền tin tức này ra ngoài, phàm là người hơi có tư tâm, những quan viên kia sẽ bảo vệ Lưu Cẩn thôi. Ngay cả một thư gián của Lý Đông Dương rõ ràng chỉ là lừa gạt, nịnh hót. Một khi chuyển nội dung lan ra ngoài, bị Sĩ Lâm biết được, lão ta đường đường là thủ phủ, là danh sĩ đại minh, sẽ vì thế mà mất hết khí tiết, thành danh bại hoại, không gánh nổi việc này. Làm sao bây giờ? Nhanh chóng nghĩ biện pháp đi thông báo cho quốc công. Nếu không, nếu là ngày mai toàn lực xuất kích, bách quan bỗng nhiên phản chiến, sẽ bị vùi lấp trong nguy hiểm, thậm chí thất bại thảm hại kia. Trong lòng của Lư Sứ Kiệt vô cùng lo lắng, lại không thể hiện ra ngoài được, đành phải lộ vẻ vui mừng với đám Lưu Vũ. Cũng phải thừa nhận, đám Lưu Vũ tuy rằng rộng lòng, nhưng muốn đem chui trong tay người cũng không cười nói tự nhiên được. Trong lòng đủ loại cảm giác lẫn lộn, rốt cuộc là tư vị gì cũng chỉ bản thân mới biết được. Lưu Cẩn và Trương Văn Miện đều là cá tính cực đoan. Trong lòng Trương Văn Miện biết Lưu Cẩn đắc tội với nhiều người, hơn nữa cũng sẽ không kết giao bằng hữu. Bát hổ từ từ bất hòa, tuy rằng quyền bính ngày trọng, khó tránh khỏi không có một ngày bởi vì gây thù hằn nhiều mà bị quần công. Gã nghĩ trừ phi Lưu Cẩn mất đi thánh tâm, nếu không tội danh bình thường rất có hiệu quả. Nếu như bách quan thiêu diệt tội danh trọng đại, mỗi người mồm năm miệng 10, hại Lưu Cẩn người ít không đánh lại số đông, vì thế liền nghĩ ra biện pháp hỏa thiêu lên thuyền, khiến cho bách quan vinh nhục cùng chịu, thiệt hại cùng hưởng. Cho nên mấy thứ này đều là ngày bình thường thu nạp chuẩn bị để cho bất cứ tình huống nào xảy ra sẽ dùng đến. Có phải quan viên lui tới không nhiều, chỉ có một tấm danh thiếp, không có sức thuyết phục quá lớn, Lưu Cẩn còn làm bộ như học đòi văn vẻ, cứng rắn là người ta tự tay viết thi ca tử phú. Mà nếu tặng thi ca tử phú là có thể viết một bài qua loa đại khái được, dĩ nhiên phải là vô cùng ca tụng, biểu đạt tình cảm ngưỡng mộ, ủng hộ mình. Hiện giờ đã trở thành vũ khí Lưu Cẩn dùng để bắt ép bảo vệ bản thân mình.
Lưu Cẩn thấy thần sắc lo lắng của vài tâm phúc đã biến mất, biết quân tâm đã định, không khỏi cười ha hả. Chỉ đành bảo thân tín gia đình cất hộp thư lại. Sắc mặt của mấy người Trưng Thái hơi không được tự nhiên. Y cũng hiểu được nguyên nhân ở trong đấy, ngày bình thường cũng không muốn náo khó coi như vậy, hiện giờ không có biện pháp gì nữa, nếu đã là trở mặt vậy y cũng không quan tâm. Lưu Cẩn hăng hái nói: Công khanh toàn thành đều đang quan sát, quan viên lui tới thương lượng tiến thoái lớn lẫn nhau, nhất định số lượng cũng không ít đâu. Trương Thái, Lưu Vũ, mấy người các ngươi lập tức trở lại an bài vài tâm phúc đi, lộ vài thứ này cho một vài đương sự biết, để bọn hắn hiểu được lợi hại trong đó của ta. Ngày mai Dương Lăng không sử dụng tuyệt chiêu thì thôi, ta sẽ tranh luận cãi cọ với hắn. Nếu như hắn muốn ra tay tàn độc với ta, vậy thì một đập vỡ đôi, mọi người cùng xong đời. Trừ phi Lưu Cẩn ta vững chắc, nếu không ai cũng đừng hòng mà sống yên được. Cẩn tuân chỉ bảo của công công. Mấy người Trưng Thái cuối cùng cũng dặn ra được một nụ cười. Nhược điểm nằm trong tay của y thì cũng không sao, dù sao mình đi theo Lưu Cẩn là khắp thiên hạ đều biết được, Lưu Cẩn gặp xui thì mình cũng vậy. Hiện tại chẳng qua chỉ là tương đương với Ký Văn Tự bán mình, muốn xoay chuyển cũng không có cơ hội mà thôi. Việc đã đến nước này còn có thể như thế nào được đây, cam chịu số phận đi, bám theo lão Lưu này là được. Lưu Sĩ Kiệt thấy đám người Trưng Thái đi rồi, vội vàng cũng chắp tay lên tiếng nói: Công công có hậu chiêu, ta đây cũng yên tâm rồi, vậy thì xin cáo từ vậy. Lưu Cẩn nói: Không vội không vội, Lưu công tử xin lưu lại, đòn sát thủ này của ta là hành động xé ra mặt bất đắc dĩ thôi. Lúc này vừa mới công khai, văn võ quan viên không dám đụng đến ta đâu, chỉ sợ về sau cũng sẽ tồn lại tâm tư. Hey, dù sao đây cũng là hết cách rồi, dù sao bọn họ không làm gì được ta, kệ bọn họ vậy. Chỉ có điều nếu như Dương Lăng không tàn nhẫn, ta cũng sẽ không dùng đến kế này. Người là tài tử đương thời, bụng có một bụng kinh luân, hãy nghĩ cách giúp ta chút lý do thoái thác để mà ứng đối đi. Lưu Sĩ Kiệt sửng sốt, thấy Trương Văn Miện đứng ở một bên nhìn mình, nào dám do dự, vội vàng nói: Vâng, vậy tại hạ và Văn Miện cùng nhau mưu hoa vì công công vậy. Tốt, người đâu, chuẩn bị rượu. À còn nữa, dọn khách phòng, đêm nay Sĩ Kiệt Văn Miện sẽ qua đêm ở quý phủ. Lưu Sĩ Kiệt vừa nghe âm thầm kêu khổ: Vậy phải làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Đám người Lưu Vũ đã đi rồi, chỉ mong quốc công có thể bởi vì bọn họ có dị động mà phát hiện ra. Có điều vụ bê bối này, người nào nghe xong mà sẽ nói cho người ngoài đây? Quốc công à quốc công, chỉ mong ngài cát nhân thiên tướng đừng bao giờ ăn trộm gà không được, mà lại còn mất nắm gạo, mà lỡ ngỡ bị người ta bắt kìa. Lưu Cẩn vào triều, Lưu Sĩ Kiệt nhân cơ hội cáo từ, gã không dám trực tiếp vào Dương phủ. Cũng may mà ngày xưa qua lại với Dương Lăng, sớm đã biết được con đường tin tức bí mật. Tới cửa hàng đồ cổ đầu hẻm, Lưu Sĩ Kiệt liền gọi chủ tiệm ra, giả như xem qua một hồi, chờ tới khi gã mang bức tranh chữ ra tiệm bán đồ cổ, lên xe chạy thẳng tới cung Huyền Minh. Tin tức đã từ cửa sau báo thẳng tới Uy Quốc công phủ rồi. Lưu Cẩn âm thầm phóng ra tiếng gió, chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu như tố cáo Lưu Cẩn tham lam làm trái pháp luật, lấy quyền mưu chuyện tư, vậy thì những gián thiếp kết giao thân mật này sẽ không hề có hiệu lực. Bách quan cũng không kiêng nể gì Lưu Cẩn, bởi vì từ trước đến giờ không vì một viên quan tham lam mà liên lụy tới cửu tộc. Nhưng nếu làm cho tội danh này lớn lên, gài thêm tội cho y kết bè kết đảng, loạn chính, thậm chí là tội danh xoán ngôi tạo phản, tất sẽ phải chết. Lưu Cẩn có mật hộp này trong tay, bách quan ai nấy cũng cảm thấy bất an, rất khó nói giữa công và tư, họ sẽ chọn cái gì? Nếu như Dương Lăng dẫn đầu xung phong đánh vào doanh địch, bỗng phát hiện ra khắp nơi mai phục, ngay cả người mà mình mang vào đều có một nửa là bộ hạ của người ta, đó chính là toàn quân bị diệt, vĩnh viễn không thể chờ mình được. Vì vậy hiểu được tâm thái của bách quan, trước khi không thể đánh giá được những thông tin này rốt cuộc có tác dụng như thế nào, thì nhất định không được mạo hiểm tự chui đầu vào chỗ khó. Điều này Lưu Sĩ Kiệt đã thấy rất rõ, cho nên nói cho ông chủ của tiệm đồ cổ đó biết, thông tin này bất luận như thế nào cũng phải đưa tới tay Dương Lăng, nếu không tất cả sẽ sụp đổ, chỉ là chuyện trong chớp nhoáng mà thôi. Khoái mã tới Uy Quốc công phủ, Dương Lăng đã sớm lên triều rồi. Thám báo biết sự việc quan hệ trọng đại, liền gấp đến độ vã mồ hôi hột, đành phải bái kiến hai vị đương gia chủ mẫu, nói ra tầm quan trọng của thông tin này. Nhưng hoàng cung đại nội há là nơi vào tùy tiện, thời gian hội triều quan nhỏ là không thể tự ý vào cung đình truyền tin, đặc biệt là vừa vào điện Trung Hòa, bách quan nghị sự, ngay cả tin tức đưa vào trong cung lại dám ở trước mặt bao nhiêu người mà đi báo tin cho Dương Lăng sao? Hàn Ấu Nương nghe được tin tức này liền nóng như lửa đốt, lại không biết làm thế nào để phân ưu với tướng công, cố ý sai Đường Nhất Tiên đi. Nhưng dù văn võ mãn triều đều biết Đường Nhất Tiên là người được thiên tử tin yêu, nhưng đến giờ vẫn chưa gả, báo phòng là tư dinh của chính đức, ra vào không sao,
nếu như tới hoàng cung đại nội vẫn hơi quá lễ. Cao Văn Tâm cũng không nghĩ ra cách nào, đang chăm mối tơ vò, bỗng nhớ ra trong nhà còn cất giấu một nữ gia cát, liền kéo Âu Nương đi gặp Thành Cải Vận. Thành Cải Vận biết hôm nay là thời điểm Dương Lăng và Lưu Cẩn quyết đấu, đồng thời dùng kế sách hôm qua đã định. Trải qua suy nghĩ thật kỹ, đều liệu định tội này vừa mới đưa ra, bách quan liền ứng hòa, thì chỉ ít hoàng đế trước tiên cũng sẽ bắt giữ Lưu Cẩn, tịch thu gia sản là chắc chắn. Vậy thì việc sừng vệ vào phủ thần không biết quỷ không hay, bỏ lại chút chứng cứ, đại sự là đã định. Cho nên hôm nay dù là thời điểm quyết chiến, Thành Cải Vận vẫn không hề căng thẳng. Cũng không biết là tu luyện nội công tâm pháp thể chất càng ngày càng khỏe mạnh, hay là nàng ngày đêm ở Giang Nam luận bàn, truyền thụ cho Dương Lăng bí thuật trong phòng càng ngày càng cao minh. Hôm qua bị Dương Lăng làm cho vui sướng khắc thường, cốt mềm gân xốp, Thành đại tiểu thư Xuân Thủy chậm chạp, lúc này mới vừa mới thức dậy, đang lười trang điểm. Xoay mình nhìn thấy Hàn Ấu Nương và Cao Văn Tâm, dù Thành Cải Vận lớn tuổi hơn Hàn Ấu Nương nhiều, nhưng thiếp thấy chủ mẫu vẫn có chút chột dạ. Con người chỉ có khi có lý do đặc biệt nào đó mới lo tới cái được cái mất. Đáng thương cho nữ ma đầu nội xưởng, Thành đại nương đầu quỷ kế đa đoan, đêm qua vừa cùng với Dương Lăng đi loan đảo phượng, bỗng thấy đương gia chủ mẫu chạy tới, liền giống như chú chuột sợ mèo, rụt rè đứng lên, mặt mày ửng đỏ, chỉ khiến cho đại phu nhân có chút khó xử với nàng. Trong lòng Thành Cải Vận đang lo lắng, vừa nghe Hàn Ấu Nương nói rõ lý do tới, trong lòng cũng vẫn hoảng sợ. Trong triều tranh giành lục đục với nhau, công khanh cả triều đều đang ở trong đó. Thành bại về cơ bản sớm đã chuẩn bị rồi, quyết trong một thời gian ngắn, thám tử trong triều cũng được bố trí dày đặc cả. Không ngờ hôm nay suýt chút nữa không biết mình không biết người, hồ đồ mà bại trong trận tuyến. Lúc này mặt trời đã lên cao, hơn nữa hôm nay bách quan tới tề tụ đông đủ, mục đích chính là cuộc chiến giữa Lưu Dương. Buổi chiều sớm không thể có chuyện có người mang chút lông gà và tỏi như làm chuyện vô nghĩa. E là lúc này chiều sớm đã kết thúc rồi, hoàng đế đã nghỉ ngơi, phải mở buổi chiều trưa. Lưu Dương đang đối chất trên triều, chuyện này không dễ chậm trễ. Thành Cải Vận căng thẳng suy nghĩ, bỗng nhìn chằm chằm vào vẻ mặt đầy căng thẳng của Hàn Ấu Nương, nước mắt lưng tròng, đột nhiên nảy ra ý hay, hai tay đấm mạnh nói: "Có khách rồi." Hàn Ấu Nương mừng rỡ, nắm lấy cổ tay của nàng liền nói: "Tỷ tỷ có rượu sách gì, mau nói nghe xem." "Ây da, phu nhân khách khí rồi, đau, đau." Thành Cải Vận hít một hơi thật dài. Hàn Ấu Nương dù là đàn bà nhưng cũng đã luyện qua công phu cương mãnh bá đạo, khí công học đều là ngạnh khí công, khí lực không nhỏ. Vì quá vui mừng, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lại, đã siết chặt lấy cổ tay nhỏ dài của Thành Cải Vận. Hàn Ấu Nương liền buông tay ra, liên tục xin lỗi. Thành Cải Vận nói: "Phu nhân, nhanh chóng mặc bào phục cáo mệnh tiến cung. Người là quốc công phu nhân, cùng phu cùng lễ, an nguy của đại nhân sẽ phải đổ lên đầu của người rồi." Cao Văn Tâm cũng biết lễ nghĩa cung đình, nghe thế vậy liền ngẩn người ra nói: "Nhưng Ấu Nương không có nha bài, lại chưa từng được tuyên triệu, hơn nữa là một người phụ nữ, dùng danh nghĩa gì để tiến cung đây?" Thành Cải Vận nói: "Cái đó cũng không sao, phu nhân nhanh chóng đi trang điểm, những việc khác để ta sắp xếp được." Hàn Ấu Nương nghe thấy thế liền vội vàng trở về, lấy cáo mệnh bào phục ra mặc vào chỉnh tề. Ngoài cửa đã chuẩn bị xe ngựa sẵn sàng. Thành Cải Vận thấy nàng đã ra, liền kéo nàng lên xe ngựa, lao như bay tới kinh thành. Xe ngựa đi vội, sóc nảy lên, Thành Cải Vận và Hàn Ấu Nương ngồi sóng vai với nhau. "Phu nhân, chúng ta đi thẳng tới Tây Môn, Tây Môn cung vệ, thái giám có người của thuộc hạ. Tới Tây Môn sẽ nói quốc công phu nhân có chuyện gấp cầu kiến Vĩnh Phúc công chúa điện hạ, để họ cho vào truyền bấm. Sau khi phu nhân vào cung nhanh chóng tới Hoàng Am, lập tức nói chuyện này cho cô ta biết, để công chúa điện hạ bất luận như thế nào cũng phải nghĩa cách thông báo tin này cho quốc công. Nếu quốc công đã và đang ở điện chỉ trích Lưu Cấn làm loạn triều chính, chủ mưu tạo phán, còn bách quan vì tư mà lui bước không dám ứng đáp cùng, khiến cho quốc công rơi vào thế nguy hiểm, đó cũng cần phải thông báo cho quốc công biết, nói có thông tin chính xác mời hoàng thượng kiểm chứng để tránh bị trị tội." Nói tới đây nàng dừng lại thầm nhủ: "Cuộc chiến tranh của quan viên tầm thường, thắng bại chẳng qua là quan chức mà thôi, tới cấp bậc của đại nhân lại là toàn bộ gia đình, đại án văn võ mãn triều liên lụy ở bên trong, nhưng không phải là tìm được người chịu tội thay là có thể thoát chết. Nếu đại thế đã không thể xoay chuyển được, ta sẽ cố gắng đổ hết mọi chuyện lên người của mình, đại nhân có thể như thế mà thoát nạn." Hàn Ấu Nương thấy cô nói một nửa, bỗng nhiên hai mắt xuất thần, không khỏi la lên: "Tỷ tỷ, ta cầu kiến công chúa, cô ta chắc chắn sẽ gặp ta chứ?" Thành Cải Vận lấy lại tinh thần, mỉm cười nói: "Phu nhân chỉ nói là xây dựng Hoàng Am Tây Ngoại Ô có chuyện, mặc kệ là có hợp hay không, chỉ cần tin tức được đưa tới, điện hạ tất sẽ gặp phu nhân. Nếu như cô ta đang là thân phận của người tu hành cũng có nhiều bất tiện, đích thân nghênh tiếp cũng có thể."
Hà Nấu Nương có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng nhiều lần nghe tướng công khen ngợi khả năng cơ trí của Thành Khởi Vận. Chuyện của nàng ta và tướng công, Hà Nấu Nương kỳ thực trong lòng cũng hiểu rõ, cho nên rất tin tưởng Thành Khởi Vận. Nghe nói như thế, liền gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy mầm cây đâm chồi, xe ngựa dần đông đúc, tiếng người dần vang lên, phía trước đã gần cổng thành, xe ngựa cũng không khỏi đi chậm lại. Hà Nấu Nương nóng nóng như nửa đốt, hận là không thể mọc cánh bay vào trong hoàng cung. Thành Khởi Vận cũng vậy, vén rèm xe nhìn ra ngoài nói: "Thị vệ phía trước tránh đường, không được chậm trễ." Chiều sớm đến giờ thực sự đã tan, hôm nay có một bàn tiệc thịnh soạn được bày ra, ai còn chưa ăn bánh rán lót bụng đây, cho nên buổi chiều sớm hầu như không ai có bản tấu nói việc. Ứng đối qua loa cho xong chuyện, hoàng đế trở về điện Trung Hòa, trước tiên là uống chút trà lót bụng. Trong triều văn võ chờ ở ngoài điện để họp chiều trưa, ai nấy tinh thần đều không vui, thần sắc khác thường. Những quan viên này nghe nói Lưu Cẩn, không ngờ lại có thủ thư của mình, trong lòng dù hận không thể ăn thịt y, uống máu y, nhưng lúc này cán nằm trong tay của người ta rồi, cũng không khỏi bất an, nỗi sợ hãi liền dâng lên. Nhược điểm bị người ta nắm ở trong tay, bất kỳ ai cũng đều không thấy thoải mái. Lưu Cẩn vốn dùng quyền trị người, cũng không muốn lấy tấm thẻ bài này. Y biết chuyện này một khi nói ra, tất sẽ thành đích của nhiều mũi tên, không những giết chết người chung với mình mà còn nội bộ lục đục. Những người bị quản chế càng hận y tới tận xương tủy, chỉ cần tìm được cơ hội là sẽ trả thù. Nhưng cho dù là uống thuốc độc giải khát, bây giờ cũng đã bất chấp hết tất cả rồi, y cứ ứng phó với nguy cơ trước mắt trước đã. Đám người Trưng Thái, Lưu Vũ cũng không hề ngốc, đều là những nhân vật cấp quan trọng, giống như Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa. Bọn họ sẽ không đi thông báo, bởi vì họ mới là chủ lực thực sự của cuộc tranh chấp chính trị. Những người khác chẳng qua chỉ là phất cờ hò reo. Lâu la nhiều thì ngay cả hoàng đế cũng không thể coi như không quan trọng được. Họ phải uy hiếp, tranh thủ những đám lâu la này. Nếu trực tiếp gửi thư đe dọa loại nhân vật như Lý Đông Dương, với lai lịch chính trị của những người này, mạng lưới quan trường và tầm nhìn quyết không thể bị bó buộc được. Lần này dù có thể sẽ loại bỏ được ý niệm bắt giữ Lưu Cẩn ở trong đầu họ, khiến họ gõ cảng thu binh, họ cũng tất nhiên thông báo cho Dương Lăng, bảo vệ người duy nhất có thể khắc chế được Lưu Cẩn này. Cho nên đám người Lý Đông Dương còn không biết rõ tình hình, mặc dù thấy bách quan tinh thần khắc thường, không khí căng thẳng hình như là có chút khắc thường, thế nhưng họ còn cho rằng những người này là do sự căng thẳng của cuộc chiến hôm nay, cho nên chưa có suy nghĩ sâu xa. Lúc này hoàng đế Chính Đức đang ở điện Trung Hòa dùng bữa, nhưng tâm trạng lại thấy sa sút. Chính Đức cũng không ăn được đáng là bao, có lẽ là vì bị tiểu hoàng đế này ngồi ngay ngắn trong điện Trung Hòa, nắm giữ đại quyền sát sinh thiên hạ, không phải là một vị hoàng đế đủ tư cách, nhưng nghi lại là một người bạn đủ tư cách nhất. Dù tuổi đang phát triển, Chính Đức vẫn là một Chu Hậu Chiếu, thấy phụ hoàng bệnh nặng bên cạnh cầm vương miện vui đùa với quốc cữu, giận không kiềm chế lại được, liền giơ kiếm đuổi giết. Hay là Chu Hậu Chiếu khi còn phát binh Đại Đồng, cùng với các binh lính ngồi trên cùng một chiếc xe, vui đùa với phân ngựa và mùi hôi bẩn thỉu. Hay là một Chu Hậu Chiếu vừa mới kế vị, không có căn cơ, lại bình tĩnh đối kháng với văn võ cả triều, cũng không muốn giết chết mấy tên nô tài bên cạnh mình. Hay là một Chu Hậu Chiếu thân là Đào Hát, nghe nói Dương Lăng chưa chết, vui mừng khôn xiết, lấy ghế của đế vương trèo lên tường xem. Hôm nay không ai bức cung, không ai ép y làm chuyện gì, nhưng bị văn võ bách quan đặt lên võ đài, chính là hai người phụ tá đắc lực, cũng là vừa thân vừa tín của y. Hai người này, một ở trong nội đình, một là Huân Khanh, đều không phải là đại thần bình thường có thể lên triều đứng vào hàng, thế nhưng lại rất được Công Khanh mãn triều chú ý, đồng thời cũng là tả hữu nhân vật trọng yếu đứng sau màn cục diện chính trị. Hiện giờ hai người này đang vạch tội nhau, trong lòng Chính Đức sao mà vui cho được. Chính Đức khẽ thở dài, bỏ miếng điểm tâm trên tay xuống, đứng lên nói: "Lùi xuống đi, chấm không muốn ăn." Tuyên văn võ bách quan lên điện. Thái giám hầu hạ bên cạnh không phải là Lưu Cẩn, Lưu Cẩn đang ở ti lễ giám làm vận động sấm xét. Hơn nữa, vấn đề cấp bách này y cũng không tiện ra mặt, liền sai một người tâm phúc bên cạnh tới bên cạnh hoàng thượng, báo cáo nhất cử nhất động, thần thái khí sắc của hoàng thượng liên tục để hiểu được lòng hoàng thượng. Tên thái giám đó đang muốn không người ra khỏi điện, bên ngoài bỗng có một tiểu hoàng môn xông vào cửa, tiến tới kiến giá, quỳ xuống đất nói: "Khởi tấu hoàng thượng, An Quốc Hầu kiến Xưng Hầu cầu kiến." Chính Đức ngẩn người ra. Những vương hầu công khanh này đều là huân tước tán bậc, ngoài hoàng cung hoạt động nghi lễ quan trọng ra, căn bản không cần họ lên triều, họ tới làm cái gì? Hai vị hầu gia đồng thời cầu kiến cũng không nên từ chối, do đó lại ngồi xuống nói: "Tuyên họ vào điện." Lúc này Thành Khởi Vận và Hà Nấu Nương vừa xông ra khỏi Cao Lão Trang, vẫn chưa tới góc quạt vào kinh thành. Bách quan ngoài điện đang chờ xem đại quyết chiến. Dương Lăng tức vị cao nhất, mãng bào, đai ngọc, đứng trong đám lãnh tụ phía đầu tiên.
ba vị đại học sĩ cũng phải đứng lui xuống phía sau nửa bước. Lưu Cẩn sẵn sàng dừng ở ngoài điện Trung Hòa với tâm trạng căng thẳng. Đứng bên cạnh Dương Lăng, khi hai người bạn thân chưa phát tiết vẫn nhìn nhau, trong ánh mắt vẫn lộ vẻ lạnh lùng. Trong điện Trung Hòa, Hoàng đế Chính Đức cười khổ không được, vốn trong lòng đang căng thẳng, bị hai vị công hầu này quấy rối đến tan thành theo mây khói. Chúng thần ngoài điện kéo dài cổ, chính là không thấy Hoàng thượng tuyên triệu, lại thấy hai vị hầu gia không có chuyện, không đến cửa vội vàng tới, được Chính Đức triệu vào cung, không khỏi có chút kỳ lạ. Hai vị nhân huynh này sắp đâm chém nhau rồi, trong thời khắc quan trọng này họ đến làm cái gì thế này? Trong điện Trung Hòa, chỉ thấy Lạc lão hầu gia cuộc sống ăn nhàn sung sướng, da rẻ mịn màng, đang nói lên miên. Hoàng thượng, lão thần nhận quốc ân, an hưởng bồng lộc triều đình, con cháu đời đời cùng vinh với hoàng thượng. Lão thần là trung thành và tận tâm, nghe nói hoàng thượng muốn thành lập liêm chính công thứ, túc tham thanh lại. Lão thần tuổi già, sợ là hoàng thượng phái đi sứ, liền phái thần tử đầy hứa hẹn đến, hy vọng nó có thể vì hoàng thượng mà tận trung. Ai biết hôm qua cấp sự trung hoàng cánh, hoàng đại nhân lên triều chỉ trích, đau lòng tố cáo con trai ngang ngược kiêu ngạo, ức hiếp ngôn quan. Hoàng thượng, tiểu nhi thực sự là thiếu niên không hiểu chuyện, nhưng nhà lão thần dạy dỗ nghiêm ngặt, tiểu nhi thực sự không dám làm chuyện sằng bậy nữa. Nếu có hành động quá khích, đó cũng là bởi vì bị Uy Quốc Công xui khiến thôi, hoặc quan viên đó làm việc xấu. Tiểu nhi ghét ác như kiều, vô cùng đau lòng giang sơn đại minh có những kẻ có hành vi bại hoại này. Hoàng thượng, được rồi, chấm biết khanh cũng vì nước thôi, một lòng trung thành. Lời nói của Hoàng Cánh, An Quốc Hầu không cần phải để bụng, chấm không truy cứu trách nhiệm của y, khanh yên tâm về phủ đi thôi. Tạ ơn hoàng thượng, dù bị cấp sự trung đại nhân buộc tội, lão thần muốn tiểu nhi từ chức liêm chính công thứ sai sứ trở về đóng cửa suy nghĩ, để tạ ơn lòng khoan dung của hoàng thượng. Hả? Được rồi, chấm đồng ý. Đi. Tạ ơn hoàng thượng. An Quốc Hầu như gỡ được tảng đá xuống. Vợ chính của ông chỉ sinh được 2 người con gái, không có con trai. Chờ tới khi cưới tiểu thiếp từ năm 20 tuổi thì cứ 2 năm lão nạp một phòng, lại cũng không sinh ra được người nào nữa. Lão năm nay cũng đã 68 tuổi, tận đến 18 năm trước, người thiếp thứ 16 mới sinh cho ông được một cậu con trai bà bối. Hương hỏa của Lạc gia đều chỉ trông cậy vào bà bối này. Bây giờ đại chiến Lưu Dương, chiến hỏa đã nguy cấp, ai biết con trai liệu có bị liên lụy hay không. Lưu Cẩn là cái loại lòng dạ tàn độc, một khi đắc thế không chừng trị họ mới là lạ. An Quốc Hầu cũng biết lời của Hoàng Cảnh trong chuyện không thể khiến cho hoàng thượng truy cứu trách nhiệm của những vương tôn công tử này. Hơn nữa, Hoàng Cảnh chỉ là đang mở rộng thanh thế, chế tạo ấn tượng Dương Lăng cáo mượn oai hùng mà thôi. Nhưng lão đúng là muốn mượn một câu của Hoàng Cảnh, dựa vào cơ hội này để rút lui khỏi cuộc chiến hoàn toàn, tránh bị tai họa mà thôi. An Quốc Công vừa tạ ân, Kiến Dương Hầu cũng tâm tư đi ra. Ông vừa há mồm định nói, Tiểu Hoàng Môn lại tiến vào bẩm báo. Khởi bẩm Hoàng thượng, Thành Quốc Công Chu Cương, Phò Mã Đô Đốc Đô Úy Tần Vân Bội cầu kiến. Bách quan văn võ ngoài điện Trung Hòa đứng hai chân tê cứng, thấy hoàng thân quốc thích, quân thần công khanh ngày thường khó gặp lại như chuột chuỗi chui lên, cũng không biết từ đâu xuất hiện lần lượt tới kiến giá. Cuối cùng Hoàng đế Chính Đức cũng không bình tĩnh được nữa, hạ chỉ không cho phép để họ vào, nhưng có hỏi vẫn là có câu đáp, giải tán liêm chính công thự, đại khái không truy cứu trách nhiệm nữa, tránh cho đám người này tiếp tục chạy tới gây sức ép. Lập tức thái giám Ti Lễ Giám xuất điện, cao giọng tuyên bố, Hoàng thượng có chỉ, tuyên bách quan vào điện. Đong 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 đong. Giống như một hồi trống, tim ai nấy cũng đều đập nhanh. Quan tâm quốc sự, lo lắng mất chức, sẵn sàng phát ngôn, ai nấy đều nắm chặt hai tay lại của họng khô gian. Do vì đứng quá lâu nên trong sự căng thẳng này còn có mấy người vội vã đang muốn đi vệ sinh. Các quan viên cấp cao chỉ cần lột bỏ chức quyền, ánh hào quang thần thánh đi cũng chẳng khác gì người dân bình thường. Đúng lúc này, trong hậu cung có 2 cô gái ăn mặc xinh đẹp vội vàng chạy vào điện Trung Hòa, phía sau là 4 cung nữ, 8 tiểu hoàng môn. Họ cũng không phải không theo kịp nhau, chỉ là không dám vượt lên phía trước 2 vị cô nương này. 2 vị cô nương đó chính là công chúa Vĩnh Thuần và công chúa Tương Nhi. Thành Khởi Vận thực sự đã đoán đúng, công chúa Vĩnh Phúc hao tổn tâm cơ, không tiếc cạo tóc tu hành, tự đoạt phong hiệu công chúa để gả cho Dương Lăng. Mặc dù nói thân phận công chúa tôn quý, nhưng Dương Lăng đối với tình yêu của ấu nương thiên hạ đều biết, nàng muốn lấy Dương Lăng không thể không lấy lòng ấu nương. Nếu như nghe nói Hàn ấu nương cầu kiến, nếu thân phận bây giờ không phải là người tu đạo, không đích thân ra đón mới là lạ. Dù như thế, công chúa Vĩnh Phúc không biết Hàn ấu nương tới với ý đồ như thế nào, tim cũng đập loạn xạ, đứng ở cửa am mong chờ, không biết vị đại nhất phu nhân Dương gia này rốt cuộc có chuyện gì mà lại tới tìm mình đây. Không lẽ Hoàng huynh đã nói rõ tâm ý của mình cho Dương Lăng rồi?
Hàn phu nhân mới tới gặp hay sao? Nghĩ tới đây, Chu Tú Ninh không khỏi đỏ mặt nóng tai, trong lòng ngượng ngùng, nhưng lại thấy hoàng tổ mẫu vừa mới qua đời, dù hoàng huynh hoang đường một chút cũng không nên làm thái quá. Nàng đang nghĩ ngợi đã thấy Hàn Ấu Nương lễ phục đỏ thắm, đầu đội mũ chỉnh tề, vội đi tới. Do vì trong thời gian để tang vi quốc mẫu mà lễ phục mệnh hệ lại là màu đỏ, cho nên bên hông buộc thêm giả lụa trắng là được. Hai người vừa gặp mặt, Hàn Ấu Nương kiến lễ thăm viếng, liền làm theo dặn dò của Thành Khởi Vận, đi thẳng vào vấn đề, nói rõ nguy cơ. Công chúa Vĩnh Phúc nghe nói người trong lòng gặp nạn, sao có thể để hắn xa bẫy được. Nhưng một người chưa qua cửa bỗng nhiên chạy tới trước cung tìm đàn ông, đó cũng thực sự là không ra làm sao cả. Trong tình thế cấp bách, Vĩnh Phúc liền lệnh cho người lập tức gọi em gái tới. Lúc này, công chúa Vĩnh Thuần và công chúa Chu Tương Nhi đang học lễ nghi cung đình. Bởi vì trong cung người lớn nhất là Thái Hoàng Thái Hậu, vốn nên do người chủ trì nghi lễ sắc phong của Chu Tương Nhi, do hoàng đế đội mũ ban kim sách. Không ngờ Thái Hoàng Thái Hậu vẫn luôn nằm bệnh trên giường, buổi lễ này vẫn mãi không thành. Bây giờ Thái Hậu là chủ hậu cung, chuẩn bị tháng sau cử hành sắc phong. Hai vị công chúa mặc toàn bộ trang phục đạo cụ tham gia buổi lễ đang tập ở đó, bỗng nghe thấy tỷ tỷ có việc gấp gọi, hai tỷ muội tốt liền chạy tới. Công chúa Vĩnh Phúc lại nói lại thông tin cho hai người nghe, muốn hai người bất luận như thế nào cũng phải truyền lời tới Dương Lăng. Hai người nghe thấy thế liền bãi giá điện Trung Hòa. Vĩnh Thuần đi được nửa đường càng nghĩ càng sốt ruột, nàng đã làm hỏng một chuyện lớn của tỷ tỷ, nếu như lần này Dương Lăng lại xảy ra chuyện, vậy thì cả đời tỷ tỷ biết làm như thế nào đây. Hiểu được chung quy lại vẫn nên vì đại cuộc. Vừa nghĩ đến đây, dù sao có hoàng huynh chạy phía trước, tiểu công chúa liền nâng váy lên, bất chấp bộ dạng của tiểu thục nữ, hai chân chạy nhanh. Nàng chạy, Chu Tương Nhi theo sau, phía sau là một đội cung nữ thái giám, còn hơn cả đêm mà chính đức đóng giả nữ chạy điên cuồng trong đêm lần trước. Chạy và chạy, công chúa Vĩnh Thuần chạy quá nhanh, lập tức bị trẹo chân, đau tới mức nàng ngồi chồm hổm xuống, nước mắt ứa ra. Chu Tương Nhi liền đỡ nàng dậy, lên tiếng hỏi: "Thế nào rồi, có cần tìm thái y không?" Công chúa Vĩnh Thuần chu cái miệng, lau nước mắt nói: "Ngươi không phải lo cho ta, mau đi tìm Dương Lăng đi, nếu như lỡ đại sự của tỷ tỷ, cả đời này ta cũng không tha cho mình được, mau đi đi, mau lên một chút đi." Chu Tương Nhi do dự một chút, liền đuổi theo hai cung nữ nói: "Mau tìm người, nâng công chúa Vĩnh Thuần về cung, mời thái y đi." Nói xong, cũng liền nâng váy lên, lại đưa hai chân chạy như điên, chạy tới trước điện Trung Hòa. Đúng lúc nhìn thấy văn võ bá quan chuẩn bị vào điện kiến giá, Chu Tương Nhi vừa mừng vừa vội, cũng quên mất đây là hoàng cung đại nội, hí hửng hét lên: "Dương Lăng!" Trong cung lại có phụ nữ gọi lớn, còn gọi thẳng tên uy quốc công, đó là người nào đây? Bang một tiếng, hàng trăm con mắt nhìn về phía có tiếng gọi. Dương Lăng, Lưu Cẩn vừa chuẩn bị bước lên đan bệ, liền dừng bước quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một tiểu cô nương xách váy chạy như bay tới, chạy tới mức châm cái tóc sổ ra, nhìn tóc tai quần áo lại là thân phận công chúa. Công chúa thuộc nội mệnh phụ, không khác gì lễ phục đại lễ trọng đại của hoàng hậu là bao, cũng là mũ khăn phượng, chỉ là mũ châu gọi là mũ phượng, lại không có cửu long tứ phượng, chỉ có hoa lớn hoa nhỏ châm cài tóc. Do vì lễ phục quá dày, bên trong mặc khuy y kết hợp với một lớp vải xoa, phất lĩnh, chu la, vải thun, tay áo, miếng che đầu gối, bên ngoài còn có khăn quàng vai, váy cung. Tiểu công chúa chạy tới vã mồ hôi, mặt mày đỏ bừng. Mũ châu trên đầu của nàng sớm đã lệch đi, còn bất chợt đỡ lại, trên mũ còn có mấy hạt lắc lư lắc lư. Khăn quàng vai như hai cái giải lụa màu, hạt vàng ngọc, hoa tai trước ngực đều theo bước chạy của nàng mà chạy. Bộ ngực sữa no đủ của nàng cũng thỉnh thoảng nhảy lên. Do vì bách quan ngoài điện đều tập trung đầy đủ, nàng chạy thẳng tới đan bệ, lao từ hành lang tới. Tóc đen rủ xuống, lông mày ngay ngắn, vừa tròn 15 tuổi. Chu Tương Nhi tư chất xinh đẹp, vốn đã làm cho người ta phải nhìn chăm chú, lại thấy hành động lúc này quả thực càng khiến cho bách quan, văn võ nghẹn họng nhìn chân chối, mở rộng tầm mắt. Chu Tương Nhi cũng bất chấp hết, khi nàng ở Ba Thục cũng chính là chỉ giả trang nghiêm trước mặt phụ thân, xưa nay ở trong phủ vốn là bướng bỉnh, tùy ý vô cùng. Lúc này trọng trách ở trên vai, đâu thèm nhìn sắc mặt người khác. Nàng chạy thẳng tới, chạy tới mức tim đập đầu gối mềm, chạy tới trước mặt Dương Lăng, kêu vội một tiếng: "Dương Lăng!" Lập tức tự hét lên một tiếng, sau đó cơ thể mềm mại lao tới, sững sờ ngã đụng vào người Dương Lăng, ngã xuống đất. Quan phụng bay ra thật xa, tóc giả cũng rơi xuống. Chiếc miệng nhỏ đó đúng lúc khôn lên má phải của Dương Lăng. Dương Lăng ngây người ra, đều quên mất phía sau lưng đập xuống đất rất đau, ôm lấy Ôn Hương ngọc ấm vào lòng, sửng sốt không có chút cảm giác nào. Trước điện Trung Hòa lặng ngắt như tờ, bách quan văn võ đều thành gỗ đá. Hóa ra công chúa đi chính là mũi giày cao gót đầu phượng, phần sau đế giày có một mắt cá tròn tròn. Chạy một đoạn đường hàng trăm mét, tiểu công chúa dù thể lực rất tốt nhưng đôi chân ngọc cũng có chút run lên rồi,
đặc biệt là chiếc giày đó bình thường nàng không đi thường xuyên, không nắm được độ nông sâu của đế giày. Khi chạy xuống đan bệ, một chân đạp trên không, cả người liền lao về phía trước, tạo thành cảnh hiện tại. Yên tĩnh, thật sự yên tĩnh, sau đó tạo thành hình chữ đại, ngã xuống. Bức tranh hình chữ đại khác nằm giang tay đã bị thay đổi. Sắc mặt Chu Tương Nhi ửng đỏ lên như máu, hoảng sợ đứng lên khỏi người Dương Lăng. Bất chấp hình tượng thục nữ, dù sao cũng không còn hình tượng gì nữa. Tiểu cô nương liền ngồi xuống bên cạnh, bắt đầu khóc lớn. Vẫn là một màn yên tĩnh, Dương Lăng ngồi dậy, má phải rõ ràng là đỏ lên một cục bởi ấn môi của nàng. Hắn rất vô tội nhìn Bách Quan Văn Võ, Bách Quan Văn Võ cũng rất vô tội mà nhìn hắn. Dương Lăng lại lau nước mắt cho nàng, còn ai vô tội hơn tiểu công chúa Chu Tương Nhi đây? Đành phải cười gượng hai tiếng mà nói: "À, công chúa điện hạ, không biết có việc gì quan trọng mà gọi tại hạ vậy?" "Người đi chết đi, ngươi tại sao lại không đi chết đi?" Chu Tương Nhi thẹn quá thành giận, đôi bàn tay trắng như phấn, không đầu không đuôi đánh xuống dưới. Tốt xấu gì Dương Lăng cũng là một uy quốc công, địa vị cũng chẳng thấp hơn công chúa là bao, hơn nữa đường đường nam tử hán sao có thể khiến cho một tiểu nữ tử đánh cho mặt mũi bầm dập, mất uy phong được. Dương Lăng quyết định rất nhanh, lập tức chạy trối chết. Chu Tương Nhi khiến hắn mất mặt chết đi được, tức không sao chịu nổi, liền đứng lên chạy đuổi theo. Nhưng đế giày đó đã bị gãy rồi, khập khiễng không chạy nổi. Tiểu công chúa điêu ngoa liền đá đôi giày xuống dưới, chạy chân trần đuổi theo. Bách Quan Văn Võ xếp thành hàng đứng xem công chúa chân trần chạy đuổi giết quốc công, thật đúng là không còn gì sánh bằng. Cùng với hai tiểu hoàng môn của Tiêu Lễ Giám truyền chỉ, chính là hai tiểu tử nghe nói hoàng thượng muốn làm thân gia với Dương Lăng hôm đó, liền thấy quang cảnh này, tám phần hoàng thượng muốn hứa gả chính là vị công chúa này. Khó trách đại lão từ Tứ Xuyên đều tới kinh thành lại ra phong công chúa, hóa ra là như vậy. Cuối cùng đã hiểu chân tướng sự việc, hai tiểu hoàng môn vội vàng chạy vào trong điện bẩm báo với hoàng thượng. Chính thức nghe xong vội vàng chạy ra. Lúc này Dương Lăng đã bắt được cổ tay trắng ngần của Chu Tương Nhi, cười khổ liên tục nói: "Công chúa điện hạ, người tự quăng mình ngã liên quan gì tới ta chứ? Người nói ta đây là oan mà." "Chính là người oan, chính là người oan." Vừa thấy dấu sân môi đó trên mặt Dương Lăng, Chu Tương Nhi liền xấu hổ vô cùng, đâu chịu thừa nhận là mình xui xẻo. Hoàng đế chính đức đứng ở đan bệ, đẩy khí đan điền lên, hai cánh tay gồng lên đầy bực bội mà quát: "Dừng hết lại." Nào có tất cả đều không hề nhúc nhích gì, đánh người cũng chỉ vì một vị như vậy mà thôi. Chung quy lại Chu Tương Nhi không phải là muội muội ruột của hoàng đế, không dám lòng càn quá mức. Nghe thấy hoàng đế tới rồi, dáng vẻ bệ vệ liền tiêu tan, cơn tức cũng tan biến, lập tức nhớ tới mục đích mình chạy tới. Tiểu cô nương rút mạnh hai tay về, hung hăng nhìn Dương Lăng, thấp giọng nói: "Phu nhân người đưa tin, hôm nay nhất định chớ có nhắc đến kết đảng, mưu nghịch tệ thôi, ghi nhớ, ghi nhớ. Lau mặt người đi, lau mặt người đi." "Hả?" Hai chuyện này Dương Lăng chẳng hiểu gì cả. Hoàng đế chính đức đứng trên bậc thềm cũng cảm thấy bồn chồn. "Hôm nay thời tiết tốt chứ, con người cũng thật đầy đủ, Bách Quan Văn Võ đều tới rồi. Bình thường hoàng thân quốc thích không lộ mặt ra, hậu cung sao lại có người tới như vậy?" Y nhìn thấy một đôi thất trắng ngựa muội chật vật đứng ở đó, bèn nhíu mày rất uy nghiêm ra dáng đại ca nói: "Sao vậy, chạy ra khỏi hậu cung ẩu đả đại thần còn thất lễ như vậy hay sao?" Ta Chu Tương Nhi không nói gì. Đúng lúc này Vĩnh Thuần để hai cung nữ khiêng một chân treo trên không trung cũng đi tới, vừa nghe hoàng huynh hỏi liền đáp: "Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hoàng huynh người làm việc của người đi, là hoàng muội nghe nói Dương đại nhân tiến cung muốn dặn bảo hắn ở Tây Hiếu Hoàng Am hậu điện có một nơi yên tĩnh, hoàng muội có rảnh thì muốn đi bầu bạn với hoàng tỷ, tĩnh tâm dưỡng tính thôi." Chính đức vừa thấy đức tính của muội muội này cũng không tốt hơn người kia là bao nhiêu, tức giận hừ một tiếng nói: "Chuyện này sao lại gây tới đây chứ, tĩnh tâm dưỡng tính ư? Chấm thấy các muội là nên tĩnh tâm dưỡng tính đi, quá thất lễ rồi, tự đi tới trước mặt hoàng hậu nhận phân xử đi thôi, đi 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 đi." Vĩnh Thuần thấy Chu Tương Nhi với bộ dạng như vậy không biết nên làm như thế nào, không nhìn nổi bèn bật cười. Nghe thấy hoàng huynh chỉ bảo nàng cũng không sợ, hoàng hậu do vì ở trong cung tịch mịch hiện tại đang rất tốt với hai tiểu muội bọn họ, sao có thể phạt họ được đây. Nàng cố nén cười đáp lại một tiếng, hướng về phía Chu Tương Nhi chớp chớp mắt. Chu Tương Nhi xem như mất mặt rồi, nàng tức giận nhìn Dương Lăng, lại vội vàng dặn dò một câu: "Nhớ không được nhắc kết đảng mưu phản, lau ấn môi trên mặt ngươi đi." Lời này được nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lại đỏ bừng lên như ngọn lửa. Đúng lúc hai tiểu hoàng môn vừa tới, một người nhặt giày mang tới trước mặt nàng. Chu Tương Nhi nhẫn nhịn xấu hổ đi giày vào, một chân thấp một chân cao, buồn bực tới mức đi tới kéo Vĩnh Thuần bước đi. Hai vị tiểu công chúa một người chân nhảy sau, một người chân cao chân thấp, làm mất hết cả thể diện của hoàng gia. Dương Lăng lúc này mới hiểu vì sao không đề cập tới chuyện kết đảng mưu phản.
trước tiên còn phải lau mặt đi đã. Mặt hắn chẳng khác gì mặt khỉ, liền lau lau mặt cười nói với các vị văn võ toàn triều. Ấy, tiểu công chúa thật là hoạt bát, ở Tứ Xuyên chính là như vậy, vẫn luôn như vậy. Các quan viên mặc dù vẫn hồ nghi, chỉ là giấu kín trong lòng, lại không thể biết được mục đích của một tiểu công chúa chạy từ trong hậu cung tới làm gì. Hoàng thượng chính đức rũ rũ tay áo, quay người nói: Văn võ bách quan theo chấm vào điện. Nói xong liền bước vào trước. Dương Lăng liền nghiêm mặt lại, đứng vào đội ngũ hàng đầu, ngang nhiên vào điện. Đồng thời trong lòng cũng đang suy nghĩ, hai vị công chúa này vội chạy vào nói cho mình biết tin này rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại không được nhắc tới đại sự đại tội kết đảng mưu nghịch đây, hay là Vận Nhi đã nghĩ tới chỗ sơ hở chí mạng nào đó rồi. Dương Lăng rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, sẵn sàng một trận quyết chiến đánh đến cùng. Nếu như biến thành một trận ẩu đà nhỏ, Lưu Cẩn cũng vì vậy mà được cao cảnh giác, sẽ còn cơ hội thứ hai hay sao? Bách quan văn võ nối đuôi nhau đi vào, tả hữu phân ra hai bên đứng. Dương Lăng dương mắt lên nhìn Lưu Cẩn quái khí âm dương đối diện, lại hình như có chỗ nào dựa vào, nhíu nhíu mày nói: Không nhắc tới đủ để nhấn hắn ta vào đại tội, làm thế nào có thể trị được tên hoạn quan đương ngánh làm hại thiên hạ này đây? Lưu Cẩn hai mắt hơi đảo, nhìn chằm chằm Dương Lăng cười lạnh, một trận đánh giáp lá cà cũng sắp bắt đầu rồi. Cũng trong lúc bấy giờ, đại ca, triều đình cũng nói tín nghĩa, còn mẹ nó chứ, ban đầu khi Chiêu An nói thế nào, mới có mấy ngày nó đòi nợ cũ rồi, 200.000 lượng bạc trắng ư, chúng ta phụng hắn làm lão đại lại đi làm mã thạc thôi. Phong Lôi Hổ trợn mắt lên nhìn, lớn tiếng mắng chửi: Đúng rồi, còn độc hơn so với chúng ta làm thạc kìa. Đại ca, cứ như vậy thế nào được chứ, bây giờ chúng ta đang là quan, dù trưng trung độc ác còn biết lôi kéo quan lại, nhưng lão tặc Lương Hồng này vừa mới lên nhậm chức đã khai đao với chúng ta rồi, sau này biết sống thế nào được đây. Hình Lão Hổ cũng lo lắng nói, sắc mặt Trương Mậu cũng âm trầm, trong đầu buồn bực uống một ngụm rượu. Tiểu lượng của y rất tốt, nhưng bây giờ rõ ràng đã uống quá nhiều, hai mắt đỏ lên. Trương Mậu cười nói: Các người thì hiểu cái gì, chính vì chúng ta đã từng làm tặc rồi, và những quan lại đó cũng không phải là cùng đường với chúng ta, hào thân tài chủ địa phương lại hận chúng ta tới tận xương tủy. Lương Hồng lúc này mới khai đao với chúng ta, chỉnh đốn chúng ta, không ai cho chúng ta ngẩng đầu lên. Lưu Lục trầm ngâm nói: Đại ca, em họ của đại ca Giang Bân là du kích Bá Châu, lại có giao tình rất sâu với Uy Quốc Công, tìm Giang Bân để hắn ta ra mặt nó cũng được hay sao? Trương Mậu cười ha ha nói: Người nghĩ là ta không tìm hay sao? Vô dụng, Lương Hồng là người của Lưu Cấn, Trương Trung cũng là người của Lưu Cấn, Trương Trung cũng là bị em họ của ta khai đao lừa gạt thôi. Lương Hồng hiện vẫn đang chưa khai đao với em họ ta, xem như cũng là không tệ rồi. Còn thể diện của Uy Quốc Công thì sao chứ? Uy Quốc Công ở đây tức cao vị cao, lại là khâm sai, Lương Hồng không dám nể mặt hắn. Thế nhưng Dương Lăng người ta phủi mông hồi kinh rồi, Lương Hồng còn coi ai ra gì nữa đây? Y chậm rãi nói: Nghe nói Uy Quốc Công hiện ở kinh thành đang đấu với Lưu Cấn, lấy danh nghĩa chỉnh trị khoa đáo để đối phó với Lưu Cấn. Lưu Cấn là người như thế nào? Đó là kẻ cũng tích dầu thắp đèn hay sao? Lương Hồng ôm tiền ngụy trang chính là vì hoàng gia xây cung điện. Chúng ta là xuất thân thổ phỉ, quan trong triều có ai để mắt tới chúng ta đâu? Còn Uy Quốc Công thì sao chứ? Vô thân vô cớ, hắn chắc chắn vì những người chúng ta mà đắc tội với hoàng thượng, viện cớ trị Lưu Cẩn hay sao? Tề Ngạn Danh ra tù không lâu, do vì ở lâu trong tù không thấy ánh mặt trời, sắc mặt có chút xanh xao. Hắn ta suy nghĩ, vỗ đùi nói: Thôi, người dưới mái hiên sao lại không cúi đầu được chứ? Nếu không vậy thì thôi đi. Thế nhưng huynh đệ ta bị tịch thu gia sản, các ngươi lại chủ động chiêu an đấy, ta lại ở trong tù ra, bây giờ không có tiền mà. Lưu Thất tức giận nói: Có tiền thì thế nào chứ, nói thật làm cướp đường thì dễ kiếm tiền, nhưng người hôm nay không biết người ngày mai chết, ai còn thích tiền chứ? Gia nghiệp thì mua một chút, nhưng tiêu xài lại nhiều, 12 vạn lượng, đó không phải là cơn gió to thổi tới. Ta thấy mấy huynh đệ chúng ta đi vơ vét hết toàn bộ tiền mặt ra cũng được 50.000 lượng, còn cần nhiều hơn nữa thì bán nhà, bán đất. Đại ca thì gia tài nhiều hơn một chút, nhưng mới đời tích lũy, đại ca ngươi cam lòng cho y hay sao? Trương Mậu cầm bầu rượu lên, há miệng uống một ngụm lớn, một bầu huyết sạch bịch một tiếng xuống bàn, chụm năm ngón tay lại giống như bầu thiếc, một tiếng chói tai vang lên. Y cười lạnh ba tiếng nói: Nếu tiêu tiền để mua lấy sự bình an ta cũng đồng ý, nhưng huynh đệ ta đi thay ta nói vun vào, các ngươi nghi ngờ thế nào đây? Khóe miệng y cười lạnh nói: Lương Hồng âm dương quái khí, không những làm tổn hại tới huynh đệ ta, còn nói Thái Hoàng Thái Hậu chết bệnh, Lưu Công Công chủ trì đại lễ phong cảnh tang lớn, tiền tiêu không xuể, trấn thủ các nơi đều có biểu hiện. Ông ta vừa mới tới, không còn chút của cải nào, hy vọng chúng ta thức thời. Xem cái ý tứ đó, số tiền này móc ra còn có được nữa hay không đây?
Phong Lôi vừa nghe xong đã tức giận, hung hăng đập bàn nói: "Đó chẳng phải là lão tặc Lưu Cẩn và chấn thủ các nơi viện cớ Thái Hoàng Thái Hậu chết mà moi tiền hay sao? Lão thái bà đó là đưa tới Xương Bình chôn cất cùng hoàng đế, lại không cần xây một tòa địa cung, có thể tiêu tốn bao nhiêu tiền đây? Ngụy trang hoàng gia hút máu chúng ta mà. Còn mẹ nó chứ, bố mày luôn chỉ đánh người khác, đám quan lại này nên bị người ta đánh rồi." Lưu Lục trầm ngâm nhìn xung quanh nói: "Cái tên keo kiệt để chưng chung ép cả nhà thất cổ tự tử, đó là hắn tạo uất ức. Mấy ca chúng ta là đàn ông đường đường, đứng một cây, nằm một đường, để một tôn tử không có chứng ức hiếp như vậy sao? Muốn ta nói, phản con mẹ nó đi, phản." Trương Mậu kinh sợ nhìn y chằm chằm nói: "Phản sao?" Lưu Lục nói chắc như đinh đóng cột: "Đúng, phản. Có thể thành thì thành, không thể thành thì cũng oanh oanh liệt liệt. Hơn nữa Di Lặc giáo ở Thiểm Tây cũng đã tạo phản rồi, cũng đã bao nhiêu năm rồi, còn không phải là bình an vô sự đó sao? Nghe nói trận trước triều đình đã bắt được con trai thứ hai của Lý Phúc Đạt, còn giống chống khua chiêng tuyên dương một phen, nhưng có thể thấy triều đình cũng chẳng có bản lĩnh gì cả." "Triều đình dùng tận lực thiên hạ nhiều năm như vậy mới bắt được một người, chúng ta phản rồi, ngộ nhỡ không thành thì con mẹ nó học theo Lý Phúc Đạt mai danh ẩn tích là được. Thiên hạ rộng lớn, chỗ nào không thể dung thân được đây? Bằng không liều mạng giành lấy nhà cửa đất đai, một câu nói của Lương Hồng chúng ta đã ngoan ngoãn dâng cả hai tay rồi, cục tức cũng tức đến chết mà." Phong Lôi quát lên: "Đúng, đại trượng phu coi như làm oanh oanh liệt liệt, bang chúng ta nổi tiếng là người đàn ông, để cho tên thái giám không có chứng đó tức chết đi được mà, để người thiên hạ chưa cười chết đi. Chúng ta phản rồi, ở đây cũng không được, vậy thì đi tới Thái Hành Sơn tìm Dương Hổ làm Sơn Đại Vương vậy." Trương Mậu rốt cuộc cũng đã lao luyện thành thục, nhìn thấy sự quyết chí bất di bất dịch này với tên huynh đệ ngốc làm sơn tặc của mình cũng vì giấc mộng cuộc đời, hắn lên tiếng hỏi: "Lấy gì làm phán? Hứ, ta hỏi các ngươi, chúng ta còn có tiền vốn làm phản sao? Hồ sơ tất cả huynh đệ của chúng ta toàn bộ bị quan phủ lưu giữ, trong nhà cũng đã mỏng điền sản rồi, họ còn có thể buông tha cho vợ con công khai tạo phản với chúng ta hay không? Chúng ta có mấy người này thôi sao?" Lưu Lục nhếch mép cười nham hiểm nói: "Đại ca, vậy thì sao chứ? Đối với huynh đệ chúng ta mà nói, triều đình dụ hàng, bây giờ tại có thể coi là nợ cũ, lập tức sẽ cử người tới bắt tội tạo phản của tất cả huynh đệ chúng ta. Chúng ta không cam vi hổ tắc trướng hại huynh đệ mình, không quan tâm gì tới. Chúng ta phản rồi, ca nói họ là họ theo ta và ca, hay là chạy tới hỏi quan phủ cho rõ ràng đây." Trương Mậu kinh sợ nói: "Cái gì? Ngươi đây không phải là kéo người xuống nước hay sao?" "Chính là kéo người xuống nước." Lưu Lục hợp tình hợp lý nói: "Nếu chúng ta phản rồi, Lương Hồng có tha cho bọn họ không? Đó chẳng phải là hại họ hay sao? Bảo họ chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cùng phản. Dân chúng Bá Châu bị quan phủ bức hại khổ cực, trong thời gian ngắn như vậy, họ không thể tin và có thiện cảm với triều đình được. Chúng ta chỉ cần phao tin nói Lương Hồng muốn đại thi mã chính, theo đinh thu thuế nặng, những người dân không còn đường sống sẽ tới đầu hàng." Trương Mậu rơi vào thế khó xử, cảm thấy như vậy có chút không phải với các huynh đệ đó, nhưng Lưu Lục nói cũng có lý, trừ phi mình không phản, chỉ cần phản, những huynh đệ đó dù không phản cũng sẽ bị liên lụy. Thấy y trầm ngâm không nói, Lưu Thất liền đáp: "Đại ca, Lục ca nói có lý, chúng ta phản đi thôi." Trương Mậu suy nghĩ cặn kẽ, càng nghĩ tới Lương Hồng, cơn tức trong lòng càng lớn. Nhân lúc say say, y liền ném quả cầu thiếc trong tay xuống phịch một cái, phun ra mấy chữ: "Được, phản con mẹ nó đi." Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 174 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Và trước khi chào tạm biệt thì Khánh Duy xin chia sẻ một chút. Hiện tại bản dịch cực kỳ chán các bạn ạ. Bản dịch xuyên không thì giờ đọc một tập rất là vất vả luôn. Và thậm chí là không những xuyên không mà bên Tiên Hiệp cũng vậy. Để đọc được 3 tập một như trước, Khánh Duy phải đọc rất vất vả. Vì thế và hai kênh trong thời gian này cũng là hết sức khó khăn. Khánh Duy rất mong sự ủng hộ, chung tay ủng hộ, donate của các bạn. Mọi hình thức ủng hộ để Khánh Duy có thêm kinh phí duy trì kênh thì các bạn có thể gửi về các hình thức được ghi dưới phần mô tả của mỗi video. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.